Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ xem, cân nhắc và đủ 200.000 là bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, nó rất là đơn giản vậy thôi. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi chờ đợi lâu. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi cọ vịt nhá. Đấy, các bác lên cho em là cọ vịt này. Ở đây thì nó sẽ là một con chổi như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp cái phần cán này vào cho em này. Cái phần cán này thì về nhà các bác lắp nhá. Đấy, về nhà các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, về nhà mình lắp sau đó thì mình đóng nó vào là xong. Cái này thì nó sẽ là bằng cao su mềm, nó có thể là ngoặt lên ngoặt xuống được này. Có cái phần đầu này để mình đánh này, đánh kỳ cọ vào các khe kẽ này và cái phần chổi cước như này. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Thì về nhà các bác chỉ việc lắp vào cho em là xong. Và cái này thì khi mình để thì để vào đây là nó sẽ tự sập vào nhá. Để đây sập vào. Có cho các bác là cái miếng dán luôn nhá. Đấy, có cả chân cả miếng dán luôn. Đây. Có cả chân cả miếng dán như này các bác này. Đấy, có chân này thì các bác có thể để trực tiếp ở dưới nền hoặc là có miếng dán để các bác có thể dán quạt lên nền nhá. Nó rất là tiện dụng. Và cái giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là cọ vịt nhá. Cọ vịt. Giá sẽ là 60k. Đấy, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì khá là tiện dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là cọ vịt, giá sẽ là 60k nhá. Đấy. Cọ vịt này. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái chổi cọ vịt như này. Đây các bác nhá, ứng dụng của nó thì nó rất là tiện luôn. Đấy, các bác cho nước rửa vào đây. Sau đó thì mình kỳ cọ này, sau đó thì mình đặt lên tường. Rất là tiện luôn các bác này. Đó, kỳ cọ vệ sinh cho nó thì mình có cái miếng dán mà về mình dán lên tường không phải khoan đục gì cả, nó rất là tiện. Đấy, sập vào cho em là xong. Rất là đẹp luôn. Đấy. Có cả cái phần để chân thì các bác có thể dùng để chân thì để, mà không có thì mình dán trực tiếp lên tường cho em là xong. Rất hợp lý các bác nhá. Đấy, kỳ cọ khe kẽ ngóc ngách này. Rất tiện các bác thấy không? Lên nhau là cọ vịt 60.000. Tiếp theo thì tôi xúc về các bác dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em là mic không dây nhá. Cái này thì nó sẽ là mic không dây. Các bác có thể dùng để mình hát karaoke hoặc là mình kết nối để mình nghe nhạc cũng rất là ok luôn. Ở đây sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà các bác cắm sạc này. Các bác bật nguồn lên cho em nhá. Đấy, nó sẽ có nút nguồn đây. Có nút nguồn bên trên này này. Con này, nút nguồn bên trên này. Bật nguồn lên cho em này. Đó. Đấy, bật nguồn lên cho em. Đấy, con này. Đấy, có điều chỉnh âm lượng này, có kết nối vào Bluetooth nhá. Các bác có thể kết nối vào Bluetooth để mình nghe nhạc hoặc là mình hát karaoke. Alo, alo. 1 2 3 4. Alo. Đấy, tiếng nó rất là to và rất là vang nhá. Tiếng to rất là vang luôn. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đó thì tiếng của nó khá là to và vang luôn. Thì các bác dùng hát karaoke rất là hay. Và có điều chỉnh mic này. Alo, alo, đấy, có to nhỏ đây nhá. Có to nhỏ ở đây. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đó thì con này giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho cái con mic không dây này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là mic không dây. Giá của nó sẽ là 100k cho em mic không dây này. Các bác có thể dùng để hát karaoke này, hoặc là dùng để nghe nhạc, hoặc là các bác dùng để mình thông báo alo cũng được, rất là tiện. Lên cho em là mic không dây nhá, mic không dây này. Mic không dây giá của nó sẽ là 100k nhá. 100 cành cho cái con mic không dây như này, 100 cành. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là của iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone 14 Pro Max thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái củ như này và một dây nhá, một củ một dây dành cho điện thoại iPhone nhá. iPhone dành cho điện thoại iPhone như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cả củ và dây như này. Hàng của thương hiệu iPhone này. Đó, iPhone 14 Pro Max này, California con này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ sạc nhanh iPhone 14 Pro Max như này. Đấy. Đấy, iPhone 14 Pro Max này, iPhone 14 Pro Max nhá. Đó, lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone. Đó. Sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Giấy lau giày thì sẽ là 20.000 cho một bịch như này. Các bác có thể dùng để mình lau giày, lau dép đều được hết nhá. Đấy, chuyên để lau giày dép. Hoặc ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình lau bàn, lau ghế hoặc là lau các cái khu vực nào mà bị bẩn cũng rất là ok nhá. Ở đây thì khi mà các bác lau ấy thì nó sẽ ra cho các bác là một cái lớp bọt như này nhá, một cái lớp bọt này các bác này. Đấy, một cái lớp bọt như này thì khi các bác lau nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, đây ví dụ đây là cái mực các bác này, cái mực em viết ra này. Đấy, mực viết ra như này nhá. Đấy là lau nó sẽ sạch luôn các bác này. Đấy, lau sẽ sạch luôn các bác thấy không. Đấy,
lau sạch luôn. Là con này cái độ tẩy của nó rất là tốt nhá, thì các bác giày dép mà của mình bị bẩn đấy, mình đưa vào mình lau đi cho em là sẽ sạch luôn. Đó, lên cho em là giấy lau giày nhá, giấy lau giày nó sẽ là 20k trên một bịch như này nhá, 20.000 trên bịch như này. Đó, 20k trên một bịch như này, và các bác mua từ 3 bịch thì giá của nó sẽ là 50.000 cho 3 bịch nhá, 50.000 cho 3 bịch, và một bịch này của nó là 30 tờ, một bịch này là 30 tờ các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp đó, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là bộ 5 mũi khoan tháp như này. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp nhá, thì giá của nó sẽ là 180.000 cho một hộp 5 mũi khoan tháp như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan của Nhật các bác này. Đấy, Unica Japan, hàng của Nhật, đựng trong hộp nhôm cực kỳ xịn sò luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan, siêu sắc bén cho các bác luôn. Đấy, khi mà muốn lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp như này là sẽ có dấu này. Đấy, nhấp này sẽ có dấu luôn các bác, thấy rất là tiện luôn nhá. Đấy, nhấp này sẽ có dấu luôn, rất là tiện các bác này. Đây, các bác chỉ cần nhấp này cho em này. Đấy, đây cái dấu của nó này, rất là to rõ ràng luôn, thì các bác có thể dùng cái dấu này để mình khoan hoặc là mình làm dấu rất là ok nhá. Đấy, thì ở đây bộ sẽ bao gồm 1 2 3 4 5 mũi khoan tháp và một cái con lấy dấu như này nhá. Cầm tranh cái khoan đỏ ra đây. Đấy, nó sẽ là bao gồm là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu như này, và giá thì chỉ có cho bác là 180.000 thôi. Combo cho bác nhá, hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm, giá sẽ là 180.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái hộp mũi khoan đỏ đây. Hộp mũi khoan đỏ nó sẽ là đựng trong cái hộp nhựa nhá. Thì cái này của nó sẽ có bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen nhá. Đấy, 3 mũi khoan tháp như này, thì cái mũi này của nó sẽ là 412, 432 và 420 nhá. 3 mũi khoan tháp và 3 mũi lấy dấu nhá, và 3 mũi tazogen nhá, tazogen. Đó, vừa khoan vừa tazogen luôn. Thì cái này của nó sẽ là 110.000. Đấy, các bác lên cho em là hộp khoan đỏ nhá. Đấy, lên cho em là hộp khoan đỏ này. Đó, cái này là cái gì đỏ nhỉ, là khoan tháp đỏ nhá. Đấy, lên cho em là khoan tháp đỏ, giá của nó sẽ là 110.000. Đó, khoan tháp đỏ này. Đó, khoan tháp đỏ, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một cái bộ 3 mũi khoan tháp như này. Đấy, nó sẽ là hộp màu đỏ và đựng trong hộp nhựa như này nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 hộp mũi khoan tháp này và 3 hộp mũi tazogen nữa. Đó, và giá của nó sẽ là 110k nhá, 110.000 cho mấy cái bộ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái này nó là cái gì nhỉ, cái này cái gì, các bác lên cho em là nấm móng tay chân nhá, nấm móng tay chân. Đó, bác nào bị nấm móng tay móng chân thì các bác dùng cái này cho em nó rất là tốt nhá. Đấy, một lọ này của nó thì sẽ là 90.000. Về nhà các bác dòng này nó sẽ là thuốc nam, dùng cực kỳ là hiệu quả luôn. Ở đây thì sẽ kèm cho các bác là các cái miếng băng gâu để các bác dán vào này. Đấy, để mình che đi cho nó khỏi bị bụi bẩn này. Và có tăm bông để các bác nhúng vào các bác thấm thuốc này. Đó, hàng thì sẽ là hàng của Nhật nhá. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái chai thuốc như này, 25ml các bác nhá. Về nhà các bác mở nắp ra, sau đó thì mình lấy cái tăm bông, lấy cái tăm bông mình thấm vào các cái đầu kẽ móng tay móng chân. Bác nào bị nấm móng tay chân thì dùng cái này cho em rất là hiệu quả luôn. Bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, và cái giá thì rất là hợp lý cho bác, 90k cho một lọ nấm móng tay chân như này nhá. Đấy, lên cho em là nấm móng tay chân, móng tay móng chân mình bị nấm hoặc là bị bong chốc hoặc là bị xỉn đấy các bác nhá. Đó, nấm móng tay chân, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là nấm móng tay chân này, nấm móng tay chân, nấm móng tay chân nhá, tay chân, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90.000 cho một cái hộp nấm móng tay chân như này, giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho một hộp. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái keo dán tôn nhá. Các bác lên cho em là keo dán tôn, thì một hộp này của nó sẽ, một quận này của nó sẽ là nó sẽ là 10 cm nhá. 10 cm thì các bác lên cho em là keo 10, keo 10 bản của nó là 10 cm nhá, 10 cm, và cái giá thì sẽ là 40k nhá, 40k cho một quận như này. Thì bản là 10 cm và chiều dài của nó thì vào khoảng là 5 m, vào khoảng 5 m. Thì cái này các bác dùng để mình dán tôn là cực kỳ là ok luôn. Đấy, các bạn đang bị thấm sụt gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình, vết nứt tường, khe hở mái tôn đã có giải pháp. Bác Kêu X 2000 với lớp keo dày chống thấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dán ống nước, dán trần nhà, tường thấm nước, bề cá bị vỡ hay dán phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ
dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo kết thúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, nên chặt băng keo để lớp dính bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó bị bóc ra. Mưa bão chưa bao giờ phải lo vì đã có băng keo chống thấm công nghiệp bản XK1000. Ngôi nhà của bạn đang bị thấm, rột, gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình. Vết đất tường, khe hở mái tôn đã có giải pháp. Băng keo X2000 với lớp keo dày chống thấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dàn ống nước, dàn trần nhà, tường thấm nước, bể cá bị vỡ hay dàn phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo kết thúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, niêm chặt băng keo để lớp dính bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó bị bóc ra. Hello các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc cùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ghế hơi nhá. Đấy thì con này nó sẽ là một mặt của nó sẽ là bằng da và nó sẽ chứa hơi rất là tốt. Và một mặt của nó sẽ là nỉ lộn nhá. Đấy nó sẽ là cái dạng nỉ lộn như này. Thì nó sẽ có hai chiếc, một cái ghế nhỏ và một cái ghế to. Một ghế nhỏ và một cái ghế to như này. Về nhà thì các bác chỉ việc bơm hơi vào cho em. Bơm hơi vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy và nó rất là to, rộng và đẹp. Các bác có thể nằm để mình thư giãn, nghỉ ngơi hoặc là nói chung là đa di năng được luôn, nằm xem tivi đấy hoặc là nghỉ ngơi thư giãn nghe nhạc đều ok hết nhá. Đấy nó sẽ có hai cái, một cái to một cái nhỏ này, một cái to một cái nhỏ. Thì đây nó sẽ là con to là con như này. Con to này thì kích thước của nó sẽ là 62x62 nhân với lại con to của nó sẽ là chiều cao là 116 nhá. Đấy chiều cao là 1m6 này, chiều đưa tới này của nó là 98 và chiều rộng là 83 nhá. Chiều rộng này là 83 này, chiều ngang này là 98 này và chiều cao là 1m16, rất là cao luôn nhá, trên 1m luôn, đứng vào đến người luôn. Đấy nửa người luôn. Và một cái ghế con này 62x62x31 nhá. Đấy nó sẽ có hai chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá. Ghế hơi giá của nó sẽ là, lên cho em là ghế hơi này. Ghế hơi giá của nó sẽ là 370.000 nhá. 370k cho một bộ ghế hơi như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video test sử dụng thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy khi bơm lên nó sẽ như này các bác này. Đó. Rất là rộng rãi luôn, người ngồi thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Bộ ghế này bao gồm một máy bơm hơi, ghế, bàn, hai miếng dán và lọ keo để lỡ may bị gì còn vá. Máy bơm hơi này có công suất là 150W nhưng mà kiểu thấy bơm hơi bị lâu. Cái ghế bơm hết gần 5 phút á. Nếu mà ngồi liên tục thì 3 đến 4 ngày các bạn phải bơm hơi lại một lần. Ghế này dành cho người 100 kg trở lại thôi, nằm rất là êm ái. Sau 1 năm lướt lên on TikTok. Đó thì bên shop có bán kèm cái máy bơm này nhá. Cái máy bơm này là bên em bán riêng chứ không bán cùng với ghế đâu các bác nhá. Đấy, máy bơm là bán riêng. Thì con máy bơm này giá của nó sẽ là 80.000 cho cái máy bơm như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là máy bơm ghế này, đó. Máy bơm ghế. Máy bơm ghế giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con máy bơm ghế như này. Con này thì về nhà các bác có thể dùng để bơm ghế này, bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Bơm phao, bơm bóng, bơm đa di năng được hết này. Đấy, bơm phao hơi các thứ đây. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là 3 cái đầu như này. Các bác có thể bơm phao rồi bơm đây lắp vào đây cho em, sau đó thì mình cắm lên là mình bơm thôi. Bơm ghế, bơm giếc các thứ đều ok hết nhá. Công suất của nó sẽ là 55W, sử dụng điện 220V. Đấy, dòng của nó sẽ là 50Hz nhá. Và con này các bác dùng chuyên để bơm hơi thì các bác có thể bơm các loại hơi, thì mình sử dụng cái nào thì mình bơm vào đấy cho em. Giá thì sẽ là 80.000 cho cái bơm hơi ghế như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bơm phao nhá. Bơm phao cho nó dễ, nó tránh nhầm với các cái sản phẩm khác. Đó. Lên cho em là bơm phao nhá. Đó. Bơm phao. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho cái con máy bơm phao như này. Còn con ghế này thì bên shop bán sẽ là 370.000 cho con ghế hơi như này nhá. 370k cho một cái con ghế hơi như này. Siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đấy và hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Thì cái này bên em bán là ghế riêng và bơm phao là riêng nhá. Bên em không bán kép như là họ giới thiệu đâu nhá. Đấy thì em chỉ cho các bác xem là xem để mình nắm được cái cách sử dụng khi bơm lên nó như nào thôi. Chứ còn bên em bán thì sẽ là không có kèm phao đâu. Đấy, không có kèm cái bơm này đâu. Bơm này là bơm bán riêng, bơm là 80.000,
Còn cái ghế hơi này sẽ là 370.000. Nhà bác nào mà tiện mà có máy bơm rồi thì mình không cần phải mua nữa. Hoặc là các bác có thể ra cửa hàng sửa chữa xe máy họ bơm cho cũng được. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Đấy, lên theo là bộ 6 hũ gia vị này. Nó sẽ là 6 cái hũ như này, rất là đẹp này. Cầm cho anh cái bộ 1 hũ ra đây. Đó thì các bác có thể sử dụng để mình cho muối, mắm, mì chính, tiêu, điều vào đây đều được hết nhá. Và các cái loại hạt, ngũ cốc mình cần cái gì cho vào đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là lại lỗ nhỏ này. Đấy, lỗ nhỡ và lỗ to nhá. Thì các bác muốn sử dụng lỗ nào thì lỗ. Ưu điểm của con này là có tới 6 lọ và có thể xoay được như này. Xoay như này rất là đẹp này. Đấy. À, bằng thủy tinh, nắp thì bằng inox nhá. Đấy, bằng thủy tinh, nắp bằng inox rất là đẹp luôn. Thì các bác để vào đây cho em. Muối, mắm, mì chính, tiêu, điều cho hết vào đây. Rất là tiện để trên bàn ăn sang xịn mịn lịch sự nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ 6 hũ gia vị, giá sẽ là 130.000. 120.000 nhá. Đấy, bộ 6 hũ gia vị giá sẽ là 120k nhá. 120k cho bộ 6 hũ gia vị này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái hũ đó là một cái mẫu hũ đó là cái hũ giờ như này thì bên em bán từng chiếc một, nó sẽ là 15k trong chiếc như này. Đấy, về nhà các bác lắp cho em cái xìa này vào đây này. Đấy, và xong, đây. Thì các bác đậy nắp như này thôi. Cái này của nó rất là tiện, các bác dùng một tay mình cũng có thể bậy ra mình lấy được và đậy của nó rất là khít luôn. Đó thì nó sẽ là một cái dạng như này. Con này thì dung tích của nó vào khoảng là 150ml các bác nhá, 150ml thôi. Đấy, nó cũng là như này, rất là nhỏ xinh. Và các bác đựng muối, mắm, mì chính, tiêu, điều đều được hết. Thì các bác lên cho em là hũ gia vị đơn nhá, hũ gia vị đơn. Còn cái kia là bộ 6 hũ. Đấy, hũ gia vị đơn. Giá của nó sẽ là hũ gia vị đơn này. Đó, hũ gia vị đơn nhá. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá, 15.000 cho một cái hũ gia vị như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Thì bên shop có hai mẫu, một dòng của nó sẽ là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật đây. Đấy, hàng của Nhật các bác này, Japan đây, hàng của Nhật. Kích thước của nó thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, đây. Dùng rất là ngon luôn. Đấy, dùng rất là tiện ích các bác nhá. Rất tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là dòng 7m rưỡi và dòng 5m nhá. 5m và 7m rưỡi. Rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm rất là tiện luôn các bác này. Đó. Rút ra tự hãm rất là tiện, còn các bác cứ nhả này nó sẽ vào, nhả này nó sẽ vào, rất là tiện luôn. Đấy. Khi nhả vào thì các bác bóp sâu cho em một chút, đấy là nó sẽ vào, nó sẽ nhả hết cót nó vào rất là ngon. Đấy, còn rút ra nó tự hãm này thì siêu tiện rồi. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy. Thước rút tự hãm. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con 5m thì giá của nó sẽ là thước rút tự hãm nhá. Con 5m thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Còn con 7,5m thì giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Thì các bác lấy cái dòng 5m thì lấy, mà lấy cái dòng 7m rưỡi thì lấy đó nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái đuôi lò xo A này. Các bác lên theo là đuôi lò xo A thì nó sẽ là một cái đuôi kèm đầu xoáy lò xo như này nhá. Đấy, có lò xo các bác có thể ngoắt nghéo này, cắm ổ điện này. Đấy, và có công tắc đóng ngắt luôn. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái đuôi lò xo như này giá chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. 35.000 trong cái đuôi lò xo như này nhá. Lên mã giúp cho em là đuôi lò xo A này, giá sẽ là 35k nhá. Đấy. 35.000 trong cái đuôi lò xo như này. Về nhà các bác xoáy vừa hết các loại bóng luôn. Xoáy vừa hết các loại bóng luôn, rất là tiện. Đấy. Đuôi lò xo này, đuôi lò xo A nhá, giá sẽ là 35k trong chiếc nhá. 35.000 trong một chiếc các bác nhá. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái đèn thóc nhá. Có lên cho em là đèn thóc. Con này thì có kèm cho các bác một cái cáp sạc này. Và đèn thì siêu sáng cho bác luôn. Đấy. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy. Pha của nó thì khá là rọi luôn nhá. Pha của nó khá là rọi luôn đấy các bác này. Đấy, ban ngày mà cái điểm sáng của nó như này thì các bác rọi thấy rồi, rất là xa luôn nhá. Đó, và rất là sáng luôn. Thì nó sẽ có đèn báo như này nhá. Các bác cắm sạc vào đây cho em. Đó. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con đèn thóc này thôi. Rất là rẻ bác này. Đấy, rất rẻ cho các bác luôn. 80k cho một con đèn như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc nhá. Đèn thóc giá sẽ là 80.000. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn để các bác có thể mua sử dụng. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 20cm nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn thóc này. Đèn thóc giá của nó sẽ là 80k cho một con đèn thóc như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa Dubai nhá. Đấy, made in Dubai này. Một set này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 lọ. Nó sẽ là lọ bằng cái đầu ngón tay cái như này thôi nhá. Bằng đầu ngón tay cái như này các bác này. Đấy, lọ bằng đầu ngón tay cái như này. Đó thì rất là tiện dụng và một set này của nó là 5 lọ. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 nha các bác nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là nước hoa Dubai nhá. Nước hoa Dubai. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một set như này. 60.000 cho một set bao gồm là 5 lọ nước hoa, tính ra vào chỉ có 12.000 một lọ thôi. 1 2 3 4 5. Đấy, 60.000 cho một set nước hoa như này. Lên mã giúp cho em là nước hoa Dubai nhá. Hàng cực kỳ thơm luôn. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Đó.
nước hoa Dubai nhá. Đấy, nước hoa Dubai, bỏ trong cái nước hoa khô đây. Nước hoa Dubai giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k trên một hộp như này. 60k cho một hộp như này bao gồm cho các bác là 5 lọ. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Đấy, cực kỳ thơm, dịu nhẹ, dễ chịu cho các bác luôn nhá. Và giá chỉ có 60k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là nước hoa khô nhá. Nước hoa khô thì con này nó sẽ là dòng nước hoa siêu chất lượng của Ấn Độ luôn. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái lọ nước hoa khô như này. Một cái hộp nước hoa khô như này. Hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 set nhá, 3 set. Đấy, nó sẽ có 3 set như này. Và nó cũng nhỏ bằng hai ngón tay như này nhá. Nhỏ bằng hai ngón tay như này và siêu tiện dụng cho bác luôn. Các bác chỉ cần đẩy đi như này chứ em. Đó, và đây nó sẽ là thuộc dạng sáp như này các bác này. Đấy, sáp như này. Thì các bác có thể bôi lên tay này, cổ, vai, gáy ở các cái vị trí nào mà lưu hương tốt nhá. Đó, và rất là thơm luôn. Đấy, mùi thơm thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Vừa để các bác vừa làm thơm và ví dụ như là miền Bắc này mà mùa đông da nó khô các bác có thể dùng để mình dưỡng da được luôn. Đấy, bôi lên tay này vừa thơm và vừa dưỡng da rất là tốt nhá. Đấy, nó giúp cho các bác mềm da nhá. Đấy. Thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ, à 2 lọ, 3 lọ các bác nhá. Xin lỗi các bác là một hộp này sẽ là 3 lọ, 1 2 3, 3 lọ như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp em là nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp. Đấy, nước hoa sáp giá của nó, nước hoa sáp hoặc nước hoa khô. Đó. Lên mã giúp em là nước hoa sáp đi. Đó. Nước hoa sáp khô nhá, sáp khô. Giá của nó sẽ là 50k trên một hộp nhá. 50k trên một hộp nước hoa sáp khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mẫu bật lửa. Bỏ cho anh cả cái kia lẫn cái bật lửa rồng vào đây. Đó thì bên shop sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái con đấy để rồi. Bật lửa la bàn nhá. Đây đầu tiên sẽ là con bật lửa la bàn này. Đấy. Rất là đẹp cho các bác luôn, bật lửa la bàn như này. Khi bật thì các bác cầm cái kiều này lên cho em này, mình bật này. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga nhá. Bật lên thì nó sẽ có đèn báo như này nhá, có đèn báo như này. Đó, có đèn báo như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Đấy, lên cho em là bật lửa la bàn này. Bật lửa la bàn nhá. La bàn giá sẽ là 120k. 120k cho con bật lửa, nó sẽ có la bàn như này. Đấy, cho nên bên em lên nó là bật lửa la bàn nhá. Giá sẽ là 120.000 một chiếc nhá. 120.000 một chiếc. Ở đây thì nó có cái lẫy, về nhà các bác nhấn lẫy vào là pin nó sẽ chạy, đồng hồ sẽ chạy nhá. Và có la bàn này, có móc khóa này và có cả khui bia cho bác luôn, đa di năng luôn nhá. Đấy, còn cái này thì về nhà các bác tự bơm ga nhá. Đấy. Bật lửa la bàn 120.000, về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Đó, tự bơm ga giúp cho em. Đó. 120.000 cho một lọ nước hoa như này, về nhà các bác tự một cái bật lửa la bàn như này, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái bật lửa, các bác lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo nhá, bật lửa Zippo. Giá thì chỉ có 90.000 thôi, sẽ bao gồm cho các bác là hai con bật lửa như này. Đấy, 90.000 một con thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Lên cho em là bật lửa Zippo nhá, bật lửa Zippo. Thì đây, nó sẽ có cho các bác như này các bác này. Đấy. Sẽ có cho các bác là một cái con bật lửa cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ có sẵn ga rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Có sẵn ga nhá, có sẵn ga rồi. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho con bật lửa Zippo như này. Và nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu vàng và một màu bạc nhá. Đấy. Lên cho em là bật lửa Zippo. Đấy. Bật lửa Zippo này. Bật lửa Zippo nhá. Đó. Zippo, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu bạc các bác nhá. Tiếp theo thì lấy cái bật lửa rồng và bật lửa ngọc ấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa đại ca nhá. Các bác lên cho em là bật lửa đại ca. Con này thì có cái lẫy khóa này, về nhà các bác mở cái lẫy khóa này cho em để mình bấm này. Đó, con này thì chiều dài của nó khoảng 20cm nhá. Và con này thì nó như là một cái đầu khò luôn. Như một cái đầu khò nên các bác có thể dùng để mình đốt lâu được, hoặc nhóm lửa nhóm bếp được, đánh lửa tự động này. Có điều chỉnh ga to nhỏ nhá. Có điều chỉnh ga to nhỏ cho em. Có điều chỉnh ga to nhỏ cho em nhá. Đấy, có điều chỉnh ga to nhỏ cho em. Đấy, về nhà thì các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Rất là khỏe luôn. To khỏe này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con bật lửa đại ca như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bật lửa đại ca nhá. Đó. Các bác lên cho em là bật lửa đại ca này. Đó. Bật lửa đại ca nhá. Bật lửa đại ca. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một em bật lửa đại ca như này. Đấy, 180.000 các bạn, 180.000 cho em bật lửa đại ca như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con các bác lên cho em là bật lửa điện nhá. Đấy, bật lửa điện. Đấy. Con này thì nó cũng có sẵn ga rồi các bác này. Đấy, có sẵn ga rồi, về nhà các bác chỉ việc bật lên là xong này. Đó. Bật lửa điện nó hình cây túi này rất đẹp nhá. Đấy, và giá của nó thì sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80.000 cho một con bật lửa điện như này. Đấy, hình cây túi rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, lên mã cho em là bật lửa điện. Giá sẽ là 80.000 nhá. Đó. Bật lửa điện này, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bật lửa điện này.
Ngoài ra thì bên shop còn một cái loại bật lửa nữa, đó là các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc. Đấy, ở đây thì nó sẽ có đính một hình cái viên ngọc này các bác này, đính một hình viên ngọc như này, bên em gọi nó là bật lửa ngọc này. Đấy, đây rất là đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 cho một con bật lửa có đính hình viên ngọc như này, màu bạc rất là đẹp luôn. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Hãy lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chúng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship giúp cho em các bác nhá. Hãy lưu ý nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen inox nhá. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một vòi sen như này các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ là một vòi sen như này bằng inox này. Đó. Hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đó, Japan, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và đây thì nó sẽ là hàng inox 304 nhá, inox 304. Bao gồm cho các bác là một cái bát sen như này, một bát sen inox 304 như này. Kèm thêm cho các bác là một dây nhá, một dây và một giá đỡ đây. Có cả giá đỡ, cả ốc yếc đầy đủ cho bác luôn, cả giá đỡ ốc yếc đầy đủ cho bác luôn đây. Giá đỡ thì các bác sập vào đây cho em này. Đấy, sập vào giá đỡ này cho em. Đó, có cả giá đỡ nhá. Có cả giá đỡ cho các bác bắt vào tường luôn, nó rất là tiện. Thì bao gồm cho các bác là một sen, một giá đỡ và một dây. Giá sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Các bác lên mã giúp cho em là sen inox nhá, sen inox. Giá sẽ là 110k đó. Lên mã giúp cho em đó là sen inox nhá. Đó, sen inox. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho mỗi cái bộ sen inox này. Đấy, nó sẽ có sẵn dây cho các bác luôn. Dây rồi các cái phần kết nối giòn giếc các thứ đầy đủ, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, về nhà các bác xoáy cái đầu này vào cho em này. Xoáy đầu này vào cho em. Đó. Có cả dây cả sen, cả dây cả sen cả giá đỡ cho các bác luôn. Đây giá đỡ đây. Đấy, giá đỡ không cứ dọn đi. Đây cả giá đỡ này các bác nhá. Cả giá đỡ rất là ngon lành như này các bác này. Đấy, cả giá đỡ cho các bác luôn. Rất là ngon lành các bác nhá. Và giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen inox. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000 cho một cái bộ sen inox như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Các bác lên cho em là sen cao su. Hàng đợt này về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Con này trước em đang bán là 130.000. Đấy, đợt này lô này hàng về cho các bác giá siêu tốt luôn. Chỉ còn cho các bác với cái giá đó là 95.000 thôi nhá. 95.000 cho một cái bộ sen cao su như này này. Đấy. Lô này hàng về giá siêu tốt cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là công tắc đóng ngắt này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này. Có chế độ điều chỉnh các chế độ nước này. Và có cho các bác là cái đầu cao su như này để các bác vừa tắm vừa kỳ cọ massage luôn. Và có dây nối cho các bác nhé, cũng có dây như này. Đấy, cái này thì cũng không có giá đỡ đâu, không có giá đỡ đâu. Về nhà các bác tự thiết kế giá đỡ hoặc ra cửa hàng điện nước mình mua thôi. Đấy, nó chỉ có dây như này thôi nhá, có dây kết nối như này các bác này. Đấy, có dây kết nối đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, sẽ có dây như này, dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá, và không có giá đỡ nhá các bác nhá. Lên mã giúp cho em là sen cao su nhá. Giá của nó chỉ còn cho các bác là 95 cành thôi các bác nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là sen cao su này. Sen cao su đang bán là 130k. Đợt này giảm giá sốc cho bác còn là 95k nhá. 95.000. Cái này sẽ không có giá đỡ nhá. Không giá đỡ. Đấy, không giá đỡ các bác nhá. Đấy, không có giá đỡ luôn, các bác lưu ý cho em nhá. Là không có giá đỡ nhá. Giá sẽ là 95k thôi. 95k cho bộ sen cao su như này. Đây em sẽ có video luôn. Đây các bác này. Đấy thì nó sẽ là một cái bát sen như này. Giúp cho các bác vừa là tăng áp lực nước này, vừa là giúp cho các bác điều chỉnh các cái chế độ này. Nó sẽ có chế độ đóng ngắt trên tay luôn. Đấy, nước rất là mạnh luôn nhá. Đóng ngắt trên tay các bác có thể dùng để mình chỉnh các chế độ nước khác nhau và dùng để massage. Đấy, và cái đầu cao su này thì các bác dùng để mình tắm mình kỳ cọ rất là tốt luôn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái đầu cao su này thì mình vừa tắm mình vừa massage kỳ cọ các bác này. Đấy, massage kỳ cọ trực tiếp luôn như này, rất là tiện dụng nhá. Đó, lên cho em là sen cao su, giá của nó sẽ là 95.000 cho một cái bộ sen cao su như này các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Có lên cho em là sen quạt tăng áp. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một sen cánh quạt như này kèm thêm một dây nhá. Cái này thì cũng không có giá đỡ nhá. Lên cho em là sen quạt tăng áp, cái này thì nó sẽ có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Có cái cánh quạt ở đây giúp tăng áp lực nước rất là tốt, đóng ngắt trên tay nhá. Đóng ngắt trên tay như này và sẽ có cho các bác là một cái lõi lọc như này, một cái lõi lọc như này. Đấy, dây của nó đây các bác này, dây của nó đây. Thì cái này cũng không có giá đỡ luôn. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Sen quạt tăng áp này. Sen quạt tăng áp nhá.
sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k, 100.000 cho cái con sen quạt tăng áp như này. Con này thì sử dụng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác dùng nước nóng nước lạnh thoải mái nhá, đầu này có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, cái này thì cũng không có giá đỡ đâu các nhá. Đấy, không giá đỡ các nhá. Không giá đỡ. Đấy, cái này của nó sẽ là không có giá đỡ nhá. Chỉ có cái con sen inox là có giá đỡ thôi. Còn lại là hai con này thì đều là không có giá đỡ hết. Và cái giá thì rất là hợp lý cho bác, chỉ có cho các bác là 100.000 tròn thôi. Đấy, lên cho em là sen quạt tăng áp, giá sẽ là 100k nhá, không có giá đỡ nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đây thì cái sen quạt tăng áp đây. Đây nha các bác nha, nó sẽ có cái cánh quạt quay như này, nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Đấy, cánh quạt quay. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt, đóng ngắt trên tay luôn các bác này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Đấy. Có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước cho em. Đó. Có cánh quạt quay. Điều chỉnh tăng giảm áp lực nước rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Và nước nó sẽ ra hình tia như này. Các bác có thể dùng để mình massage cho cơ thể rất là tốt. Có tăng giảm áp lực nước rất là tốt. Và sử dụng nóng lạnh thoải mái nhá. Lên cho em là sen quạt tăng áp, giá của nó sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vòi. Các bác lên mã giúp cho em là vòi bạc nhá. Vòi bạc thì bên shop có hai mẫu. Một mẫu là bằng nhựa. Bằng nhựa thì sẽ là 60.000. Còn con này bằng inox là 80.000 nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc. Con này thì nó có thể kết nối được với các cái đầu chậu rửa mặt, chậu rửa bát, đa di năng được hết nhá. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng cái này thì mình có thể xoay để mình lấy nước một tia hoặc là nước hoa sen. Đó, và nó bằng, con này thì nó sẽ là bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, bằng inox hay là bằng thép gì đấy các bác nhá, nhưng mà nó rất là chắc chắn luôn. Thì các bác lên cho em là vòi bạc nhá, vòi bạc. Giá sẽ là 80k. Đó. Vòi bạc này. Lên cho em là vòi bạc, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho con vòi bạc này. Đấy, con này là bằng thép nhá, còn con bằng nhựa thì giá của nó chỉ có 60.000 thôi. Đây các bác này, khi mình lắp ráp vào thì nó sẽ như này. Đấy, các bác xem cái tính ứng dụng của nó rất là thực tế luôn. Chậu rửa mặt này. Chậu rửa mặt rồi các bác dùng để mình rửa mặt này, đánh răng, vệ sinh đều được hết nhá. Và xoay 360 độ được luôn thì nó rất là tiện. Đấy, các bác có thể xoay đi các ngóc ngách. Mà cái vòi chậu bình thường thì nó không thể xoay được, nhưng mà con này có thể xoay để đảo hướng rồi mình rửa, lấy hướng nước rồi mình rửa mặt, rửa đánh răng được hết nhá. Đây con này. Đó, rửa tay này. Xoáy vào này. Đấy, chậu rửa này, rửa mặt, đánh răng ok hết các bác nhá. Đó. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá, vòi bạc. Giá thì sẽ là, đấy, vòi nước một vòi này, các bác có thể dùng để gội đầu này, đánh răng này. Đấy, rất tuyệt vời nhá, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái gắp nóng nhá. Các bác lên cho em là gắp nóng này, con này nó sẽ là 30.000. 30.000 trong cái gắp nóng như này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình gắp thực phẩm, đồ ăn, thức uống đều ok hết cho các bác nhá. Đấy. Thực phẩm, đồ ăn, thức uống đều ok hết. Giá thì rất hợp lý các bác nhá, rất hợp lý cho bác thôi. Đây. Đấy, các bác dùng để mình gắp nóng đồ ăn, thức uống đều ok hết này. Đấy. Gắp nóng đồ ăn này, chiên rán này, dùng để mình lật đồ ăn, đồ chiên, đồ xào, đồ nấu đều ok hết. Rất là dài luôn, dài khoảng gần 30 cm nhá. Đấy, dùng để chiên rán đồ ăn, thực phẩm các thứ đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em là gắp nóng, giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái gắp nóng như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là gắp nóng, giá sẽ là 30k. Con này thì rất là tiện luôn, gắp nóng 30.000 nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là gắp nóng 30k. Có lên cho em là gắp nóng này. Đó, gắp nóng, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một con gắp nóng như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ đôi nạo đức nhá. Giá bao nhiêu nhỉ? 70.000 cho một cái đôi nạo như này, bao gồm cho các bác là hai chiếc các bác nhá. Một chiếc thì nó sẽ là nạo dọc và một chiếc là nạo ngang. Đây, con này thì mình sẽ là cầm mình nạo ngang như này, nạo ngang như này. Con này thì mình sẽ là cầm dọc như này để mình nạo. Hai con này thì rất là tiện nhá. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là cái phần đầu này để các bác ngoáy những cái phần bị thừa này hoặc là bị sẹo nhá. Đó, hàng siêu dày dẫn chắc chắn luôn của thương hiệu Winling của Đức. Giá rất hợp lý và hấp dẫn cho bác nhá, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho hai chiếc nạo như này. Đấy, thương hiệu Winling của Đức hai hình người này, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá, bộ đôi nạo Đức. Đấy, đựng trong một cái túi như này, rất là chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ đôi nạo Đức, giá của nó sẽ là 70k. Đấy. Bộ đôi nạo Đức nhá, bộ đôi nạo Đức này. Đó. Bộ đôi nạo Đức, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một bộ đôi nạo Đức như này. Đó. Và tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn thờ nhá, rất là đẹp luôn. Con này thì nó bằng nhựa thôi. Mi ơi.
nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là đẹp các nhá. Đấy, bằng nhựa thôi, mạ vàng rất là đẹp luôn. Và con này thì nó sẽ sử dụng pin nhá, sử dụng pin. Đấy thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ loại nhỏ vào cho em. Hai quả pin con thỏ loại nhỏ như này. Để đi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho cái đôi đèn hoa như này. Đây. Khi mà lắp pin vào thì nó sẽ lên màu như này. Đấy, lên màu đèn đỏ như này. Và nó có hiện tượng nhấp nháy nhá, nhấp nháy đúng như một cái đèn thật luôn, đúng như một cái đèn dầu thật luôn. Đó, rất đẹp các bác, rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Thì các bác lên cho em là đôi đèn hoa nhá, đôi đèn hoa. Đấy, bên em bán theo đôi như này. Đôi đèn hoa này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Đấy, 70.000 có phải không nhỉ? Các bác lên cho em là đôi đèn hoa. Đôi đèn hoa giá của nó sẽ là 70.000 này. Đôi đèn hoa nhá, bán rồi mà. Đôi đèn hoa giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi đèn hoa như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là một cái đôi đèn trụ như này nhá. Đôi này thì các bác lên cho em là đôi đèn trụ nhá. Đấy, đôi đèn trụ đây các bác này. Đấy, đôi đèn trụ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một đôi đèn trụ như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đôi đèn trụ nhá. Đèn này thì nó sẽ là một cái đèn có trụ như này các bác này. Đấy, có một cái trụ như này. Hình hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn nhá. Hoa văn rồng phượng rất là đẹp. Cái này thì nó lại sáng bên trong nhá, sáng bên trong. Đó. Cái này thì nó lại sáng ở bên trong các bác này, sáng bên trong. Thì các bác lên cho em là đôi đèn trụ nhá, đôi đèn trụ. Giá của cái đôi đèn trụ này thì sẽ là 90.000. Đó, còn đôi đèn hoa này thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy. Còn đôi đèn trụ này thì giá của nó sẽ là 90.000 các bạn. 90.000 cho một đôi đèn trụ như này. Và dòng này của nó thì nó cũng là sử dụng cái pin con thỏ lại nhỏ nhá. Về nhà thì các bác tự lắp pin vào cho em nhá. Đấy, tự lắp pin vào cho em. Đây. Màu sắc của nó ánh sáng này rất là đẹp luôn, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đôi đèn hoa thì sẽ là 70.000, không có pin nhá, không có pin này. Đó. Còn các bác lên cho em là đôi đèn trụ này, đó. Đôi đèn trụ giá của nó cũng là 90.000 nhá, 90.000 và không pin nhá. Không có pin, về nhà các bác tự mua pin mình lắp vào cho em. Đó, không pin lắm nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một số cái mẫu mũ này. Đầu tiên thì nó sẽ là cái mũ các bác lên mã giúp cho em đó là cái mũ các bác lên cho em là mũ nồi nhá. Mũ nồi thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu này, một mẫu là màu đen và mẫu là màu nâu. Đội lên thì rất là đẹp luôn, dáng kiểu dáng ôm form rất là đẹp nhá, ôm form rất là đẹp luôn. Đấy, có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đấy, em sẽ đội thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đó. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá rất hợp lý này đây. Đội lên thì các bác này. Đấy. Ôm form rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể đội như bình thường như này được nhá. Đội như bình thường như này, hoặc là các bác có thể đội theo cái kiểu là mình thả cái khuy này xuống này, thả cái phần này xuống thì khi các bác thả cái phần này xuống thì nó sẽ chùm cho các bác cái lỗ tai như này. Chùm tai và chùm gáy đằng sau thì khi mà mình sử dụng thì nó rất là ấm áp các bạn, rất là ấm áp và tuyệt vời cho bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 nhá, 100.000. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu nâu và màu đen. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mũ vải nhá, mũ vải đây. Đấy, con mũ vải này thì nó cũng rất là đẹp luôn. Đấy, lưỡi chai sẽ là rất là rộng để các bác rộng vành nhá. Và nó cũng có cho các bác là cái phần chùm như này. Có cái phần chùm như này thì các bác chùm bên tai này. Đấy, chùm bên tai, rất đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác giá rất hợp lý nhá, chỉ có 90.000 cho cái mũ vải như này thôi. Lên cho em là mũ vải giá sẽ là 90.000. Còn con mũ nồi này thì giá sẽ là 100 nhá. Mũ vải này sẽ là 90.000 các bác này. Mũ vải này sẽ là 90.000 cho con mũ vải này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Bên shop cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho các bác đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi các bác nhé. Các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá thì sẽ là 45.000 cho một chiếc như này. Con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Và nó sẽ có cái công tắc ở đây này. Nó sẽ có hai chế độ, là một chế độ là các bác cắm vào thì cái chức năng đuổi muỗi của nó đã hoạt động bình thường rồi. Còn các bác muốn bật cái đèn ngủ thì các bác nhấp cái này, hoặc là cái đèn ngủ thì nó sẽ là thuộc dạng cảm biến nhá, cho nên là khi các bác bật thì ban đêm nó mới lên. Đó, lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45.000. Đó. Đèn ngủ đuổi muỗi này, đó. Đèn ngủ kèm chức năng là đuổi muỗi luôn nhá. Đấy, kèm chức năng là đuổi muỗi luôn. Đuổi muỗi, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000 trong con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Bác hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có hai chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh.
Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Cái con này thì của nó là cảm biến các bác nhá. Đấy thì ban đêm nó mới lên cái đèn các bác nhá. Ban đêm nó mới lên cái đèn. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác một số cái đồ kim khí các bác nhá. Đồ kim khí thì em lên mã đầu tiên đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá. À bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy, bộ 5 mũi khoan đa năng. Thì đây nó sẽ là 5 mũi khoan đa năng các bác này. Đó. 5 mũi khoan đa năng. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng mũi hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật nhá. Các bác đây là hộp 5 mũi khoan đa năng nhé, đây các bác này. Đấy, nó sẽ là 5 mũi như này. Nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đó, dòng mũi khoan đa năng. Thép của nó sẽ là thép gió phủ titan nhé. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và trong một cái hộp như này, các bác có thể mua để mình sử dụng, mình làm các công việc như là khoan rồi làm các cái công việc của mình đều ok hết nhá. Và giá thì chỉ có 120.000 thôi. Lên cho em là 5 mũi khoan đa năng nhé. Hộp 5 mũi khoan đa năng giá sẽ là 120.000, bao gồm cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12 nhé. Đấy, lên mã cho em đó là hộp 5 mũi khoan đa năng. Đó, hộp này 5 mũi khoan đa năng nhé. 5 mũi khoan đa năng. Hộp 5 mũi khoan đa năng, 5 mũi khoan đa năng, giá của nó sẽ là 120k nhé, 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái búa không nhé các bác nhé. Đấy thì còn các bác lên mã giúp cho em đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa đinh như này. Búa đinh như này các bác nhá. Đó, thì bên shop sẽ về cho các bác là 2 mẫu nhá. 2 mẫu. Đó là búa A1 và búa A2. Đấy. A1 sẽ là búa bé nhá. Đây, con này sẽ là A1 này. A1 thì con bé. Con này thì nó sẽ là chiều dài khoảng là 25cm và nặng khoảng từ 3 đến 4 lạng. Và con này các bác lên cho em là búa A1 nhá. A1 bé. Giá sẽ là 80.000 nhá. A1 bé này. Giá của nó sẽ là 80k cho một con búa A1 bé như này. Hàng thương hiệu Asaki của Nhật này. Đấy, chữ khắc này các bạn này. Đấy, và Asaki này. Con này thì sẽ là 80.000 cho một con búa A1 bé như này. Cán của nó thì bằng thép nhá và bọc nhựa, cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. A1 bé giá sẽ là 80k nhá. Tiếp theo thì lên cho bác con A2 to này. Con này thì nặng khoảng 6-7 lạng. Hàng thương hiệu Asaki đây. Đấy, 6-7 lạng luôn. Con này các bác lên cho em là A2 to nhá. A2 to giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con búa A2 to như này. Giá sẽ là 130k. Đây, hàng thương hiệu Asaki các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, con này thì vừa đóng vừa nhổ đinh luôn. Đấy, con A1 bé này thì sẽ là 80.000 và con A2 to thì dài khoảng 30cm và con A2 này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Các bác có thể mua cả đôi hoặc là mua một con tùy theo nhá. Hàng thương hiệu Asaki của Nhật, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị và cái giá rất là tốt cho bác luôn. 130.000 cho một con búa đinh như này. Các bác có thể dùng để đóng nhổ đinh rồi sửa chữa. Đấy, tay nắm bằng nhựa, cầm cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn và thân của nó bằng thép, dùng vĩnh cửu luôn các nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dây câu bình nhá. Các bác lên mã giúp cho em là dây câu bình. Thì một con dây câu bình như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con dây câu bình như này nhá. 180k cho một cái dây câu bình như này. Đó, 180.000 thôi. Đấy, chất liệu của dây thì 100% là bằng đồng hết này. Đấy, bằng đồng đỏ au các bác này. Đấy, 100% là bằng đồng hết. Và đây thì nó sẽ là cái phần kẹp kết nối thì cũng bằng đồng luôn. Đấy, thì các bác có thể về dùng để mình câu từ cái bình nọ sang cái bình kia. Đấy, các bác đi xe con là phải dùng cái dây câu này cho em. Đấy, khi đề phòng khi mà xe của mình nó bị chết bình hoặc là thế này thế nọ thì các bác dùng. Đấy, để mình câu từ cái xe nọ sang xe kia nó rất là ok nhá. Lên cho em là dây câu bình, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Dây câu bình này. Đấy, lên cho em là dây câu bình nhá. Dây câu bình, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k thì cái dây câu bình này thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, con này công suất của nó sẽ là 2000 mAh nhá. Và chiều dài của nó thì từ 2 đến 3 mét nhá. Các bác kéo từ xe nọ sang kia xe kia là thoải mái luôn. Lên mã cho em là dây câu bình, giá sẽ là 180.000. 180.000 cho cái dây câu bình như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái tai nghe iPhone nhá. Đấy, nó gọi là tai nghe iPhone thôi, còn các bác có thể sử dụng cho điện thoại Samsung, Oppo, rồi nói chung là các dòng điện thoại đều được hết. Đấy, thì nó là hàng của hãng iPhone nhưng mà có thể sử dụng đa di năng cho các cái dòng điện thoại được luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một con tai nghe iPhone như này giá của nó chỉ có cho các bác là 150.000 thôi.
Con này bên em đang bán là 200, đợt này về cho bác giá tốt, chỉ còn có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone. Con này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây con này, nó sẽ là một con tai nghe như này con này. Đấy. Một con tai nghe như này các bác này. Đấy, và ở đây thì hàng này của nó sẽ là hàng của EarPods Pro của iPhone nhá, của iPhone đây. Đấy, và con này thì hàng sẽ là hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho Mỹ nhá. Đấy, hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho thị trường Mỹ đây. Đấy, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho thị trường Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, California này, made in Japan các bác này. Đó, đây. Made in Japan các bác nhá. Đó, hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một đôi tai nghe như này, hai chiếc này. Con này thì các bác dùng cực kỳ là ngon luôn, để các bác có thể nghe nhạc, đàm thoại, rồi nói chung là sử dụng rất là đa chức năng. Và kèm cho các bác là một cáp sạc này, hàng của hãng nên cực kỳ chất lượng luôn, nguyên khâu đóng gói của nó đã đàng hoàng rồi. Đó, và bốn cái miếng lót như này để các bác sử dụng, mình lót vào tai để cho nó vừa với các cữ tai của mình, có miếng to miếng nhỏ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, nguyên khâu đóng gói của nó đã đảm bảo chất lượng này. Đấy, California nhá, hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho thị trường Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone, giá của nó sẽ là tai nghe iPhone này. Đó, tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone, giá của nó sẽ là, hoặc là tai nghe không dây cũng được, tai nghe không dây, tai nghe không dây iPhone, giá sẽ là 150 cành thôi, 150k cho con tai nghe iPhone không dây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là Kia, các bác lên mã giúp cho em đó là Kia khoan mini nhá, lên theo là khoan mini. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một con khoan như này nhá, một con khoan như này. Đấy, nó chạy bằng pin cực kỳ là ngon luôn. Đây con này. Đấy, chạy bằng pin cực kỳ là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là các cái đầu vít này. Đấy, sẽ kèm cho các bác là các cái đầu vít như này, các đầu vít này, một tay nối dài này, một cáp sạc này, và kèm cho các bác là 30 đầu vít đây, 30 cái đầu vít như này. Đấy, to nhỏ lớn bé, lục giác, tròn, ba khe đầy đủ cho bác, và cả đầu khẩu luôn, đầy đủ cho các bác nhé. Đấy. Và con này thì các bác có thể dùng hình khẩu súng như này cũng được, mà các bác có thể xoay, các bác có thể nhấn cái này để xoay cho nó thành hình thẳng như này. Khi mà các bác dùng, có thể là mình cần theo chế độ thẳng thì các bác dùng thẳng như này, và có đảo chiều luôn nhá, có đảo chiều luôn. Đấy, có đảo chiều, rất là tiện con này. Chạy cực kỳ là khỏe luôn các nhá, có đảo chiều, chạy rất là khỏe luôn. Lắp vào thì rất là ngon con này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con khoan mini như này, có lên cho là khoan mini nhá, đầy đủ combo cho các bác này. Có cho các bác là một tay nối này, hai mũi khoan này, rồi các cái đầu vít này, rồi tay công xoáy đảo chiều này. Đấy, cái tay này là gọi là tay ngoắt nghéo nhá, các bác có thể ngoắt nghéo này đưa vào các vị trí khó này. Đấy, nói chung là rất là nhiều chi tiết cho các bác luôn, đựng trong một cái hộp như này rất xịn sò cho các bác luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em đó là cái lên cho em đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Đó, khoan mini, giá sẽ là 180k nhá, 180k cho cái khoan mini như này. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món, hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy, các bác xem này. Đó, design in Germany các này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác
nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750 nghìn này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700 nghìn thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700 nghìn. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello chào các bác nha. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì
em sẽ lên cho các bác một số cái mã đồ gia dụng các bác nhá, đồ gia dụng, đồ nhà bếp của Nhật để các bác xem tham khảo và đặt mua. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá, từ 200.000 trở lên, cứ mặc định là từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đầu tiên em lên cho bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ, 10 lít cả vỏ nhá. Còn nguyên cái phần khay này thì nó được vào khoảng là 4 lít nhá. Nguyên phần khay này thì khoảng 4 lít các bạn. Đấy thì ở đây nó sẽ có một cho các bác một cái dàn như này. Cái dàn này thì để nó đỡ đồ ăn và khi mỡ nó lọt thì nó sẽ lọt xuống dưới các bác nhá. Đấy. Và dung tích của nó là 10 lít cả vỏ. Hàng thương hiệu Camel của Nhật nhá. Đây, Camel của Nhật. Thì nó sẽ về theo lô, có lô thì màu trắng, có lô thì màu xanh. Đấy các bác nhá. Màu sắc rất là đẹp cho các bác luôn. Và khi các bác cắm điện thì các bác phải vặn cho em hai nấc nhá. Đấy. Một nấc là nhiệt độ này và một nấc là thời gian nhá. Nấc này là thời gian này. Đấy, thời gian và nhiệt độ các bác phải nặn. Vặn hai nút cùng một lúc thì nó mới có tác dụng được nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là nồi. Các bác lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu nhá. Đó, nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu này, đó. Con này thì nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ này. 10 lít cả vỏ, giá của nó sẽ là 590k nhá. 590k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nồi chiên không dầu, 10 lít cả vỏ các bác nhá. Đó. Thì đây, nó sẽ là một con nồi như này các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, đây là cái lỗ để thoát khí nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là điện 220V và công suất của nó sẽ là 1500W nhá. Đây 1500W sử dụng điện 220V. Rất chất lượng cho các bác luôn. Phía trong này của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái con mai so này các bác này, một con mai so như này. Đấy, nó sẽ là một cái con mai so như này để cho tỏa nhiệt rất là tốt nhá. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Nên mã giúp cho em đó là nồi chiên không dầu nhá, 10 lít cả vỏ, giá sẽ là 590.000. Tiếp theo thì em về cho các bác sản phẩm đó là cái bếp nướng của Sunhow nhá. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một con bếp nướng như này. Kích thước của nó thì cái chiều chiều dài này của nó thì vào khoảng là đi chiều dài thì nó sẽ vào khoảng là đi 40 nhá, chiều dài khoảng 40 và chiều rộng thì nó vào khoảng là trên 20. Đó. Cái này thì các bác có thể dùng để mình nướng, chuyên ăn đồ nướng, đồ BBQ rất là ngon luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá. Và đây là có cái điều chỉnh chiết áp này, điều chỉnh chiết áp. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. Hàng thì của thương hiệu Sunhow nhá, hàng thương hiệu Sunhow, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Điện 220 và công suất của nó là 1500W. Hàng của thương hiệu Sunhow nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là bếp nướng Sunhow các bác nhá. Bếp nướng Sunhow. Các bác lên cho em là bếp nướng Sunhow nhá. Bếp nướng Sunhow. Bếp nướng Sunhow giá của nó sẽ là 350 à? Lên mã giúp cho em là bếp nướng Sunhow giá của nó sẽ là 350k. Đó, cái này bao nhiêu nhỉ? 350.000 cho một cái bếp nướng Sunhow như này các bác nhá. Đấy. Kích thước của nó thì chiều ngang của nó là vào khoảng là 25 và chiều rộng khoảng là 20, 39 đúng không? Rồi ok các bác nhá. Đó thì lên mã giúp cho em đó là bếp nướng Sunhow. Giá của nó sẽ là 350.000 nhá. 350.000 cho một con bếp nướng Sunhow như này. Con này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp từ nhá. Bếp từ, hàng của thương hiệu Philips. Đấy, hàng thương hiệu Philips. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 và bao ship cho con bếp từ Philips như này. Hàng thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan nhá. Đây, made in Thái Lan các bác này, made in Thái Lan. Đó. Con này thì nó cũng sử dụng trực tiếp điện 220V. Đây cái phần quấn của nó đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn rõ đồng bên trong chưa? Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 39 và chiều ngang của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 30 nhá, và khoảng hai mấy 30 gì đấy. Và của nó sẽ là kính cường lực nhá, kính cường lực 5 ly. Đó, lên cho em là bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó bếp từ Philips nhá. Đó, bếp từ Philips này, bếp từ Philips. Giá của nó sẽ là 470k nhá. 470k cho con bếp từ Philips như này. Con này thì các bác có thể dùng để đun xào nấu chiên rán đều được hết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái nút nguồn này. Khi các bác bật nút nguồn lên sau đó thì các bác nhấn cái nút bàn tay này để bắt đầu mở khóa nhá. Đấy, nhấn cái nút bàn tay này cho em để mở khóa này. Đấy, kính cường lực sáng bóng, sau đó thì các bác chọn các chế độ đun ở đây này. Đun rồi xào nấu rồi súp rồi, nói chung là đa di năng luôn và có tăng giảm nhá. Có tăng giảm như này. Lên mã giúp cho em là bếp từ lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đây thì em sẽ cắm điện cho các bác xem nhá. Con này nó sử dụng điện 220V luôn. Các bác cắm điện vào cho em này. Cắm điện 220 nhá. Khi các bác sử dụng ấy thì lưu ý các bác là mình khi mà mình sử dụng mình đun nấu ấy thì đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu tiên là các bác nhấn cái nút nguồn này nó sẽ lên nảy số này.
nút nguồn nó sẽ đẩy số này. Sau đó thì các bác nấn cái nút bàn tay này. Đấy là bắt đầu nó lên cái nhiệt độ như này là các bác bắt đầu tăng giảm ở đây nhá. Tăng giảm ở đây. Đó. Và khi đun thì các bác phải cho nồi vào cho em nhá. Đấy tắt đi này. Bật lên này các bác giữ lì cái này nó là cảm ứng giữ lì cho em nhá. Sau đó bật nút nguồn này thì bắt đầu nó mới lên này và cập nhật nhiệt độ ở đây nhá. Đó. Con này thì 470.000 và bên shop có tặng kèm các bác một cái nồi như này nhá. Tặng kèm cho các bác. Nếu mà mua cái bếp từ Philips là sẽ được tặng kèm cái nồi như này. Thì lưu ý các bác là hàng tặng kèm thì nó chỉ mỏng thôi, nó không dày đâu. Và khi các bác nhận được hàng thì khi em ấn tay này cũng có dấu hiệu bị bọp rồi. Đấy cho nên hàng rất là mỏng, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó có bọp thì các bác cũng thông cảm thôi. Hàng này nó là hàng tặng, em không có bán, cho nên là các bác thông cảm, nó bọp thì các bác cũng chấp nhận lấy thôi. Còn nếu mà các bác không chấp nhận lấy thì đừng đặt hàng từ đầu luôn, để cho nó tránh cái việc là đến lúc sau các bác bảo là cái nồi này nó bọp các bác không lấy thì nó cũng vô lý. Tại vì cái này là hàng bên em tặng chứ em không có bán. Hàng này là các bác mua cái bếp từ thì em sẽ tặng kèm cái nồi như này. Đấy, tặng kèm cái nồi như này nhá. Và cái giá thì chỉ là 470.000 thôi. Các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, con này thì bên em là tặng chứ không có bán thôi nhá. Đấy, tặng chứ không bán. Cho nên khi các bác nhận hàng mà nó có hơi dấu hiệu bị móp, bị bọp, các bác cũng chứ không cảm thấy em. Đó, tại vì hàng tặng thì không lấy đâu ra được, nó chỉ ở cái mức độ vừa phải thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái con bếp Hồng Ngoại nhá, bếp Hồng Ngoại. Con này thì hàng của thương hiệu con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Matika. Hàng thì liên doanh Việt Nhật nhé, hàng liên doanh Việt Nhật. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhé, 2000W, nóng cực kỳ là nhanh luôn. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, thân này của nó là bằng thép hết nhé, bằng thép hết này. Quai của nó thì sẽ là quai nhôm như này, bê cầm nắm cực kỳ dễ dàng luôn và đun nấu thì cũng rất là nhanh dễ thôi. Cũng sử dụng điện 220, các bác cắm điện 220 bình thường cho em này. Đấy, cắm điện 220 bình thường cho em, sau đó thì các bác bật nguồn lên này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có rất nhiều chế độ nhá. Đấy thì các bác có thể chọn chế độ và tăng giảm này cho em này. Đấy, bật lên cái là nó nóng đỏ lừ luôn các bác nhá. Nóng đỏ lừ luôn. Rất là tiện này. Đây tắt đi này. Đấy. Và bật lên là nó nóng luôn. Con này thì các bác có thể dùng nướng trực tiếp được luôn nhá. Nó rất là nóng này. Các bác có thể cho đồ nướng lên đây nướng trực tiếp được luôn. Nó rất là tiện. Đấy các bác thấy không? Đó. Lên mã giúp cho em là bếp Hồng Ngoại nhá. Giá thì sẽ là 500.000 và bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là bếp Hồng Ngoại, giá sẽ là 500k bao ship nhá. Đó, đây nó sẽ là một con bếp cực kỳ là chất lượng và rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bếp Hồng Ngoại nhá. Bếp Hồng Ngoại này, đó. Bếp Hồng Ngoại giá của nó sẽ là 500k và bao ship nhá. Nóng rất là nhanh luôn, bật phát nóng luôn các bác này. Đấy, chỉ cần bật nguồn lên này thôi. Bật nguồn lên phát là nóng luôn nhá. Đấy, on up ở đây các bác này. Bật nguồn sau đó thì ở đây thì nó sẽ có các chế độ và các bác có thể chọn chế độ ở đây và chọn cập nhật nhiệt độ bao nhiêu độ này các bác này. Đấy, bật phát là nóng luôn các bác nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá rất hợp lý nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, còn đang nóng các bác này, rất là nóng luôn. Đó. Thì lên mã giúp cho em là bếp Hồng Ngoại, giá của nó sẽ là 500.000 cho một con bếp Hồng Ngoại như này nhá, 500.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi lẩu. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác là cái nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này, 150k nhé, cho một con nồi lẩu mini như này thôi. Giá sẽ là 150.000. Ở đây thì nó sẽ có hai tầng. Cái tầng này thì các bác có thể dùng để hấp này. Đó, con này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi con này thì nó nhỏ thôi. Đấy, nhỏ thôi các bác nhá. Nó chỉ vào khoảng là đi hơn 1 lít gì đấy thôi nhá, hơn 1 lít thôi. Đó. Nó sẽ vào khoảng hơn 1 lít thì con này nó rất là tiện. Đấy, con này cũng sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Đây. Công suất của nó là 600W điện 220V các bác nhá. Đó, và dung tích của nó thì hơn 1 lít thôi. Đây các bác này, đấy, rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu hoặc là chế biến đồ ăn cũng rất là nhanh. Rán nấu cũng được. Ở đây nó có tráng chống dính nhá, tráng chống dính cho bác luôn. Đó, và có cái khay như này. Có cái khay này thì các bác có thể dùng để hấp đồ ăn cũng rất là ok nhá. Đấy. Thì các bác có thể dùng ăn lẩu hoặc là hấp hoặc là đồ xôi, nấu cháo đều được hết nhá. Và giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000. Lên mã giúp cho em đó là chõ đồ xôi nhá, chõ đồ xôi. Giá sẽ là 150.000 cho cái chõ đồ xôi như này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy, lên cho em là chõ đồ xôi nhá. Đấy. Chõ đồ xôi này, đấy, chõ đồ xôi. Giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho cái chõ đồ xôi, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái nồi lẩu 2 tầng này, một cái nồi lẩu 2 tầng. Con này thì sẽ là 230.000 và cũng bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con nồi lẩu như này. Đấy, con này thì nó cũng sử dụng điện 220V luôn. Đây, đây các bác này, đó. Đây, điện 220V. Dung tích của nó sẽ là điện 220V 650W và dòng 50Hz nhá. Đấy, rất chuẩn chỉ cho các bác luôn. Cũng có tráng đá chống dính này. Và cũng có 2 tầng nhá, có 2 tầng như này. Các bác lên xem là lẩu 2 tầng nhá, lẩu 2 tầng.
Con này thì rất tiện dụng luôn, có cáp này các bạn này. Đấy, một con nồi lẩu như này, 2 tầng rất xịn sò luôn cho các bác này. Đấy, và có công tắc số 1, số 2 nhá. Đấy, số 1, số 2, số 3 như này. Có 1 2 3 để có 3 nấc cho các bác. Thì con này các bác có thể dùng để ăn lẩu này, đồ xôi này, hoặc là chế biến thực phẩm, thức ăn rán, xào nấu đều được hết. Rất tiện dụng cho các bác luôn, 2 tầng như này. Đấy, có đồ xôi hoặc là dùng để hấp gà, hấp cá, nói chung cũng rất ok cho các bác, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng giá sẽ là 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, nồi lẩu 2 tầng. Nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng giá sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho các bác luôn nhá. 230.000 bao ship cho cái nồi lẩu 2 tầng này. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái nồi nữa. Đó là cái nồi lẩu của thương hiệu Osaka nhá, Osaka. Con này thì nó cũng có một cái khay hấp như này. Có cái khay hấp như này nhá. Đấy, nồi lẩu Osaka này. Đấy, đây. Nồi lẩu Osaka nhá, nồi lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V 50Hz và 1350W nhá, 1350W rất tiện dụng cho các bác luôn. Đây, về nhà thì các bác xoáy cho em cái nắp này vào nhá, xoáy cái nắp này vào cho em này. Đấy, xoáy cho em cái quai nắp này vào, rất là tiện dụng. Đây, nó sẽ có cho các bác một cái khay hấp đi kèm như này và một con nồi rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy, rất tiện dụng nhá. Đó, thì có mặt kính cường lực nhá, và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dây. Dây này thì các bác lắp vào đây cho em, và cũng là dây điều chỉnh nhiệt độ, nó giống cái nồi của Sunhouse nhá, dây điều chỉnh nhiệt độ cho các bác luôn. Và rất tiện ích các bác này. Đấy, các cái phần kết nối điện của nó này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Osaka nhá, Osaka của Nhật nhá. Đó. Sử dụng điện 220V và có dây như này. Đấy, rất tiện dụng cho các bác sử dụng. Giá thì sẽ là 390.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka này. Đó, nồi lẩu Osaka. Nồi lẩu Osaka, Osaka. Giá sẽ là 390k nhé, 390.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. 390k cho một con nồi lẩu Osaka như này các bác nhé, rất tiện dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng hấp nhé. Đấy, các bác lên cho em là cặp lồng điện thì giá chỉ có 180.000 thôi, mà các bác nhận được thì ở đây nó sẽ là một con hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một con hàng rất chất lượng nhé. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cặp lồng điện nhé. Cặp lồng điện có 2 tầng và dung tích của nó sẽ là 2 lít nhé. Dung tích của nó là 2 lít đây. Đấy, mỗi tầng của nó thì nó sẽ có cho các bác là 2 cái bát nhé, 2 cái bát như này. Và tổng của nó sẽ là 4 cái bát inox nhé, 4 cái bát inox các bạn. Đây, ở đây thì nó sẽ có 4 cái bát inox cho các bác luôn. Đây, dây cắm này. Nguyên cái bát inox này giờ các bác mua là đã là khoảng 30.000 một cái bát inox như này rồi. Đấy, tức là 4 cái bát inox này đã là mất 120.000 rồi nhá. 120.000 cho 4 cái bát inox như này rồi. Đấy, và đây thì nó sẽ là 2 tầng có khóa như này. Thì ở đây dưới này nó sẽ là một cái mâm như cái này, các bác hình dung nó giống như cái nồi cơm điện luôn, giống như cái nồi cơm điện luôn. Đấy, giống như cái đế của cái nồi cơm điện này, các bác cứ cho nước vào đây, cho nước lừng lừng vào đây. Khi nào các bác để cái bát này nó không tràn là được. Đấy, để cái bát này nó không tràn nước ra là được nhá. Thì các bác có thể dùng để mình nấu cơm này rồi hấp đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đây, hàng nó sẽ là dung tích của nó là 2 lít này, sử dụng điện của nó là điện 220V và công suất của nó là 200W nhá. Thì con này công năng sử dụng của nó rất là đa năng, các bác có thể dùng để mang cơm văn phòng này, hoặc là đi công tác, hoặc là nói chung là đi làm, đi học đều được hết nhá. Thì rất dễ sử dụng và ngon lành cành đào cho các bác luôn. Và có kèm cho các bác là 4 cái bát như này, 4 cái bát như này bằng inox sáng bóng để các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào đây. Đấy, canh này, cơm này, đồ ăn rồi các bác cho hết vào đây cho em. Nắp bằng nhựa rất xịn sò cho các bác luôn. Đó, đậy nắp lại này. Đậy nắp lại và chốt của nó sẽ là dòng chốt khóa hết nhá. Chốt khóa hết nên các bác yên tâm. Đó, nó sẽ là dòng chốt khóa hết và quai sách như này, rất chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, giá thì các bác lên cho em là cặp lồng điện giá của nó sẽ là 180.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Cặp lồng điện này, đó. Cặp lồng điện giá sẽ là 180k cho một con cặp lồng điện như này nhá, 180.000 rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đèn vàng nhá. Đấy, con này có cảm biến này. Đấy, có cảm biến như này các bác nhá. Đấy, ban đêm thì nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt nhá. Con này thì các bác có thể treo lên như này để ở bên trên, ví dụ như là khu vực cổng này, cửa này, hoặc là ở cái khu vực nào mà có ánh sáng nhá, có ánh sáng, tại vì con này nó sử dụng pin năng lượng mặt trời. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ốc về nhà các bác bắt vào cánh cửa này, hoặc là bắt vào chân cổng qua đây. Đấy, nó sẽ là cảm biến như này các bác này. Đấy, tức là cái này em che đi, tức là ban đêm nhá, ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Ban đêm là nó sẽ sáng và có mắt cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng, thì các bác có thể để ở cổng cửa hoặc là các cái khu vực hành lang. Đấy, và nó sẽ có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh này. Đó, sáng vừa này. Và chế độ sáng yếu nhá. Đấy, chế độ sáng mạnh của nó thì cũng rất là sáng luôn.
Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá, lên cho em là đèn vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một con đèn vàng như này nhá, 100.000 cho một con đèn vàng như này. Con này thì rất hợp lý luôn, có ốc kiếp cho các bác đầy đủ luôn. Và nó là dòng cảm biến nhá, về nhà các bác chỉ việc là cảm biến và nó sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên rất là tiện này. Che đi này là sáng này, siêu sáng luôn các bác nhá. Và ánh sáng của nó là ánh sáng vàng. Các bác có thể dùng để deco trang trí rất là ok luôn. Ở ngoài cổng, ngoài cửa, nói chung là khu vực nào có ánh sáng để nó hấp thụ năng lượng mặt trời. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng, giá sẽ là 100.000 nhá. Đó. Các bác lên cho em là đèn vàng này, đó, đèn vàng. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con đèn vàng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ ba tô nhá, bộ ba tô bao nhiêu nhỉ? Bộ ba tô nhá, đây nó sẽ là một cái bộ ba cái tô như này các bác này. Đấy thì nó sẽ có con to nhất là 1.8L luôn, gần 2L cho cái tô to này nhá. Đấy. Còn tô nhỡ này sẽ là 1.2L và con nhỏ này thì sẽ là 9.700 nhá, 700. Đấy là một bộ ba tô như này sẽ là 100.000. Vừa nó xoáy rồi. Lên mã giúp cho em là bộ ba tô nhá, bộ ba tô. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000 cho bộ ba cái tô như này các bác này. Bộ ba tô như này rất là đẹp, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy, canh riêu các thứ, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Lên cho em là bộ ba tô, giá sẽ là 100.000 cho một bộ ba tô như này, 100.000 cho một bộ ba tô như này rất là tiện luôn. Hàng sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kim dao siêu tầm nhá. Dao siêu tầm và nó sẽ đựng trong một cái bao da rất là đẹp như này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, hai màu. Một là màu xanh, hai là màu đỏ nhá. Đấy, cán nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Con này thì nó nhỏ gọn thôi, các bác có thể dùng để gọt hoa quả, thực phẩm, thức ăn đều ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và có bao da như này, các bác có thể bỏ vào trong túi sách này, hoặc là mang đi công tác, nói chung là đi đâu cũng được, để các bác dùng để mình gọt hoa quả, hoặc là các bác chiết ghép cành, nói chung là rất đa di năng luôn. Và hàng rất là bén nhá, hàng của nó rất là bén luôn các bạn. Dao thì rất là bén. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. 95k cho một con dao như này. 95.000 cho một con dao như này các bác này. Đấy. 95.000 cho một con dao như này. Lên mã giúp cho em đó là dao siêu tầm nhá. Các bác lên cho em là dao siêu tầm. Đấy. Lên cho em là dao xanh đỏ đi. Dao xanh đỏ thì nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Đây. Nó sẽ còn một con cán màu xanh và một con cán màu đỏ như này. Đấy. Thì lên cho em là dao xanh đỏ nhá, dao xanh đỏ. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con dao xanh đỏ như này. Đấy, có màu xanh, màu đỏ. Lên cho em là dao xanh đỏ nhá. Đó. Dao xanh đỏ giá của nó sẽ là 95k nhá, 95k. Có màu xanh, màu đỏ, các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dao xanh đỏ. Có hai màu như này, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Hàng thì đựng trong một cái bao da như này nhá. Bao da rất là đẹp luôn và có hai màu. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là dao xanh đỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage cánh bướm nhá. Massage cánh bướm thì nó sẽ là đây một con massage như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái miếng dán như này nhá. Một miếng dán này kèm thêm cho các bác là một cái máy này. Về nhà các bác có thể dán trực tiếp. Đấy, dán trực tiếp và lên các cái phần nào mình muốn massage. Đấy, và đây là cái sạc nhá. Đó thì em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là massage cánh bướm nhá, massage cánh bướm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một con massage cánh bướm như này thôi. Con này massage siêu phê cho bác luôn nha, rất là sướng luôn. Đấy, massage cánh bướm này. Massage cánh bướm. Massage cánh bướm, ghi bỏ ra ngoài kia. Đó, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con massage cánh bướm như này. 40.000 các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 40k thôi. Đây các bác này, đó. Dòng điện nhỏ chỉ vài chục mA, kích thích những nhóm cơ tạo ra cảm giác giật nhẹ và dễ chịu. Hiện nay trên thị trường có hai loại. Đây các bác này, đó. Cái này thì nó sẽ hơi bị giật nhẹ các bác nhá. Đấy. Ai đang có ý định mua cái đèn giá massage này thì phải thật sự lưu ý nha mọi người, bởi vì các xung điện phát ra từ máy sẽ tác động trực tiếp lên bộ cơ. Đấy, rung rất là mạnh luôn các bác nhá. Đấy. Sau mỗi lần tập luyện, còn những bạn nào chưa quen thì sẽ có cảm giác lần đầu tiên dùng như bị điện giật vậy, cho nên mới dùng thì chọn chế độ rung thấp thôi nhá. Máy có đến 19 cấp độ massage và 8 chế độ massage thay đổi, càng tăng cấp độ lên là dần càng mạnh cảm giác thích mê luôn. Điểm trừ của em máy là sử dụng lâu ngắn, dùng lâu thì độ dính rất nặng. Rất ngon các bác nhá. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED nhá. Các bác lên cho em đồng hồ LED. Con này thì giá của nó sẽ là 140.000 cho con đồng hồ LED như này. Mặt của nó thì sẽ là mặt kính mặt trắng gương rất là đẹp luôn. Đấy, mặt kính trắng gương, về nhà các bác bóc cái lớp giấy bóng này ra cho em nhá. Đấy, mặt kính trắng gương này. Số thì nó sẽ là nảy như trên hình như này.
giá thì sẽ là 140.000. Ở đây thì sẽ có cập nhật cho các bác là ngày tháng nhiệt độ, các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp dây sạc này cho em, nó cũng rất là tiện. Giá thì rất hợp lý, 140k cho một cái con đồng hồ, các bác lên đã giúp cho em đó là đồng hồ LED, giá sẽ là 140.000. Có dây sạc cắm kèm này, có dây đầu dây cắm kèm, các về nhà các bác cắm ở củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k cho một chiếc nhá. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Này hơi bị hay luôn nha. Cái đồng hồ LED phiên bản mới này nhìn nó nhỏ nhỏ với lại nhiều màu sắc vậy thôi, chứ nó cũng nhiều tính năng lắm mà. Mà may là có cái hướng dẫn sử dụng tiếng Việt này mình đỡ phải nhức đầu. Đồng hồ có chạy bằng pin AAA nên mình cần phải chuẩn bị trước, cần 3 viên pin nhỏ, nhưng mà đồng hồ này nó cũng có chế độ tiết kiệm pin. Mà tí nói sâu đi, bây giờ phải cài cho cái đồng hồ này sẽ hiện chế độ 12 giờ hay 24 giờ rồi cài giờ giúp với lại ngày tháng năm hôm nay nữa. Tại cái đồng hồ này là coi ngày được luôn mà. Cách cài hay là bấm để xem ngày tháng năm hay nhiệt độ thì có trong cái tờ hướng dẫn hết rồi. Mà nhớ lột cái miếng dán phản ứng màu sắc của cái đồng hồ này nha. Chứ cái màu nó đẹp vậy mà che chi. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, có hiện giờ cho các bác luôn. Nhưng mà mình có thể tăng giảm. Giá sẽ là 140.000. Thì soạn đi để đóng đi rồi bảo nó về nó lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi cam xanh nhá. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam màu xanh. Đấy, đợt này nó về thêm màu trắng nữa. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 cho một con vòi như này thôi. Rất tiện ích các bác nhá. Ở đây thì khi mà các bác sử dụng thì các bác xoáy trực tiếp vào nguồn nước cho em, và có hai đầu cấp như này nhá. Có hai đầu cấp như này rất là tiện này. Đó. Có hai đầu cấp như này rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Nên cho em là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh giá sẽ là 50.000. Đó. Vòi cam xanh này, vòi cam xanh giá của nó sẽ là 50k trên một em nhá. 50.000 trên một em vòi cam xanh như này. 50k. Đó, 50k cho một em vòi cam xanh. Ở đây thì nó sẽ có gen nhá. Có gen hết, các bác có thể về xoáy kết nối với các cái nguồn nước khác cũng ok hết nhá. Có gen, có rong, gen rong đầy đủ cho bác luôn. Đó. Thì các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước khác rất là ok. Giá chỉ có 50.000 thôi mà có nguyên cái vòi hai nguồn nước cái này, rất tiện ích các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá. Bao tiền nhỉ? 50.000 cho một chai tẩy cặn canxi như này nhá. Hàng sẽ là hàng của thương hiệu Denkamit, hàng của Đức nhá. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này, Denkamit. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Con này thì chuyên tẩy cặn canxi luôn. Nhà các bác bị canxi cặn bám ở các khu vực như là chậu rửa bát này, rồi chậu rửa mặt này, rồi nói chung là tất cả các khu vực liên quan đến đồ inox. Đấy, hoặc là đồ sành sứ các bác dùng cho em. Đấy, tẩy cực kỳ sạch luôn. Lên cho em là tẩy cặn canxi, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái chai tẩy cặn canxi như này. Siêu tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Khi các bác lắp vào thì nó sẽ như này các bác này. Sẽ là 140.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này. Đấy. Cái này là đầu cắt tôn nhá. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá, giá sẽ là 140.000. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cái máy khoan pin. Đấy là để các bác sử dụng thôi, nó rất là tiện. Đấy, và giá rất hợp lý cho bác luôn. 140k cho một cái đầu cắt tôn như này nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lắp đặt vào nó sẽ như này này. Các bác dùng được cắt tôn rất là ngon luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy. Của thương hiệu Maytan mới về. Đó anh em mình xem nha. Đây lắp vào này, bên này. Mỏng này là thép CNV này. Cắt rất là ngon luôn các nhá. Đấy. Tiếp tục con sóng. Anh em mình mua cắt tôn là phải cắt được tôn mà phải thẳng nhá. Đó đi nhẹ nhàng lắm, đi chậm nhẹ nhàng đến từng vòng luôn nha. Anh em mình xem video này á, vào giỏ hàng đặt mua này. Đó chậm như này á mà đi đến đâu là được chuyến đấy. Đấy, tôn cực kỳ dày luôn nha mà cắt rất là ngon luôn. Bắt theo. Như này được các anh em nha. Đó anh em mình cắt đi nhanh á thì nó sẽ không thẳng đâu nha. Đi nhanh là không. Rất là ngon nhá. Để mình căng cho nó chính xác đường mình cắt nha, căng chỉnh đấy kia. Đó anh em nào á mà mua đầu lên cho em là đầu cắt tôn nhá, giá sẽ là 140.000. Đó, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140.000 các bác nhá. Đó, đầu cắt tôn. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k. 140k cho cái đầu cắt tôn như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo, để đây anh bỏ cho. Tiếp theo thì bên shop, tí anh bỏ cho. Bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con bơm tẩu ô tô nhé. Con này chuyên dùng cho ô tô thôi. Hàng của thương hiệu Toyota, nó tặng cho khách hàng. Đấy, chuyên tặng cho khách hàng mua ô tô của nó nhé. Đấy, bơm tẩu hàng của thương hiệu Toyota. Công tắc bật ở đây nhé, công tắc bật ở đây. Và con này là nó chuyên để cắm tẩu ô tô nhé. Cắm tẩu ô tô thì đây là cái dây bơm của nó này. Đấy, đây là cái đầu dây bơm của nó. Về nhà các bác tháo ra cho em. Đấy, đây là cái đầu dây bơm của nó này. Đầu dây bơm của nó đây. Và cái này là cái đầu tẩu nhá. Về nhà các bác cắm cái tẩu ô tô nhá. Cắm cái tẩu ô tô nhà mình là mình bơm thôi. Đó, con này nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì phức tạp cả, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy các bác bật nổ máy ô tô lên này,
cắm cái tẩu này vào để cấp điện cho nó này. Sau đó thì mình dùng cái bơm này mình bơm trực tiếp vào ô tô thôi. Thì bác nào có ô tô thì cũng nên có một cái tẩu ô tô như này để khi mình đề phòng khi mà ô tô mất điện, ô tô bị hết ô tô bị hết gọi là hết hơi thì các bác dùng cái này cho em nó rất là tiện. Cắm tẩu ô tô lên để mình bơm thì đề phòng khi mà dọc đường có nhá, nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là bơm tẩu ô tô giá chỉ có 180.000 thôi. Bác nào có ô tô thì nên có cái này. Đó, bơm tẩu ô tô này. Bơm tẩu ô tô nhá, tẩu ô tô giá sẽ là 180k nhá. 180 cành cho con bơm tẩu ô tô như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì con này nó tên nó là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là túi da nhá, túi da. Đó. Túi da là ba lô da. Lên cho em là ba lô da nhá. Đấy sẽ là một con ba lô du lịch như này. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là hỏi lại xem nào. Đấy một con ba lô như này. Giá sẽ là 130.000. Đấy và đấy lau xuống lấy túi bóng bỏ vào đi để ngoài nó bụi hết. Lau hết đi. Đấy giá sẽ là 130.000 nhá, lau sạch đi. Đấy thì đây nó sẽ là một con ba lô như này các bác này. Đấy lên cho em là túi da nhá. Túi da. Đấy con này thì rất là ngon cho các bác luôn thì các bác có thể dùng để đi du lịch này. Đấy máy trần cực kỳ là kỹ như này các bác nhá. Máy trần rất là kỹ như này. Đó và hàng rất đẹp, rất sắc nét cho các bác luôn. Con này thì cái chiều ngang của nó sẽ được là khoảng là 45-50 và chiều rộng là 20, chiều cao là 20 nhá. Chiều rộng 20, cao 20 và chiều ngang là 45-50 gì đấy. Đó và nó sẽ là khóa như này con này. Thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết, có quai đeo cho các bác luôn nhá. Có quai đeo cho các bác luôn, rất là tiện. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là túi da nhá, túi da. Giá sẽ là 130.000, lên cho em là túi da này, đó. Túi da, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho cái mẫu túi da như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn và rất tiện ích cho các bác sử dụng để mình đi du lịch. Đấy, rất đẹp các bạn, rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp, rất ok các nhá. Giá thì cũng khá là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc nhá. Các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Đấy nó sẽ là một con vòi như này. Và về nhà các bác lắp vào cái nước nhà mình nó sẽ có cho các bác là xoay 360 độ luôn. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ này. Đấy. Bằng con bằng inox thì sẽ là 80.000 và con bằng nhựa sẽ là 60.000. Thì con này là sẽ là bằng inox nhá. Đấy. Xoay 360 độ cực kỳ tiện ích luôn. Đấy về nhà các bác có thể kết nối với các cái vòi của chậu rửa mặt nhà mình để mình rửa mặt rồi rửa ráy các thứ rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là vòi bạc xoay 360 độ nhá. Vòi bạc này. Đấy. Vòi bạc 360 độ giá sẽ là 80k nhá. 80k cho con vòi bạc như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy. Và giúp các bác rửa mặt, đánh răng, gội đầu. Xoay vào thêm này. Đấy. Chế độ xịt này. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Xoay đi. Đầu vòi được tích hợp cả gen trong và gen ngoài, giúp dễ dàng lắp cho hầu hết mọi loại vòi chậu rửa trên thị trường. Rất ngon lành cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để rửa mặt này, đánh răng này. Đấy. Đấy các bác nhá, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi và cái giá thì khá là tốt cho các bác luôn. Chỉ có 130.000 cho một chiếc như này. 130.000 cho một cái chiếc kéo cành trên cao như này nhá. Đó. Con này thì ở đây nó sẽ có gồm cho bác là một kéo này, một cưa, một kéo và một cưa. Đây, cái đầu lưỡi kéo của nó đây. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đó. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đầu cắt của nó thì thép SK5 không gì cực kỳ sắc bén, có quai như này, về nhà các bác chỉ lắp vào là xong, rất dễ dàng. Giá chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành trên cao nhá. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Trên cao, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 đây em sẽ có video thực tế luôn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Kéo cắt cành trên cao. Lưu ý các bác là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship cho nên các bác cứ mua đủ cho em 200.000 là ok. Đây các bác này. Đấy. Lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là đây các bác chỉ cần là cho em một cái xào vào. Đấy sau đó thì mình vặn ốc vào cho em là xong. Đấy. Khi mình sử dụng mình cắt thì nó rất là đơn giản này. Cành to, cành nhỏ, cành lớn, cành bé này, cắt được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình cưa cũng được. Đấy, những cành nào to mà các bác muốn cưa đi thì mình dùng cưa. Đấy, không cắt được thì mình cưa, mà không cưa được thì mình cắt.
rất đơn giản vậy thôi. Giá thì chỉ có 130.000 thôi nhá. 130.000 cho con kéo cành trên cao như này các bạn này. Rất tiện dụng luôn. Đó các bạn thấy không? Sản phẩm tiếp theo đó là này bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo hộp đỏ nhá. Lên cho em là kéo hộp đỏ. Giá thì sẽ là 150.000 cho con kéo hộp đỏ như này. Dòng này nó sẽ là dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Đấy. Dòng này bên em bán thì nó sẽ là thuộc cái dòng phân khúc cao cấp nhá, phân khúc cao cấp cho các bác luôn. Hàng made in Japan này. Đó, chữ triện của Nhật đây, made in Japan. Hàng này thì nó sẽ là thuộc dòng phân khúc cao cấp nhá, made in Japan này. Đó. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để mình cắt cây, cắt cành này. Cắt cây, tỉa cành, tỉa răm rồi nói chung là cắt cây rất là ngon. Đấy. Đây, hàng thép hết này, thép liền thân này, ốp gỗ cực đẹp cho các bác luôn. Đó. Rất chất lượng và xịn sò nhá, made in Japan này. Đó, tem đồng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn, giá thì cực kỳ tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ, giá thì chỉ có 150.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Đấy, giá rất tốt cho bác luôn. 150.000 cho một con kéo hộp đỏ như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ nhá. Giá sẽ là 150k. Kéo hộp đỏ này. Hộp đỏ giá sẽ là 150k trên một em nhá. 150.000 cho em kéo hộp đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá. Hàng thì được làm từ sợi than tre hoạt tính, xuất xứ từ Hàn Quốc nhá. Đấy. Có đầy đủ màu sắc cho các bác luôn. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng đủ màu cho các bác. Đấy, đủ màu cho các bác sử dụng trong cả nhà luôn. Đó, được làm từ sợi than tre hoạt tính. Rất là tốt nhá. Kháng khuẩn các bác nhá. Đấy. Kháng khuẩn cho các bác, chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đấy. Và cái sợi than tre này thì nó rất là tốt này. Hàng này thì nó sẽ là được sản xuất ở Hàn Quốc và xuất sang Việt Nam mình, nó bán trong hệ thống siêu thị là 36.000. Đây, Korea không đây, Korea. Đó, nó xuất sang Việt Nam mình nó bán 36.000. Nhưng mà riêng hôm nay bên shop tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá của nó sẽ là bên em bán theo combo nhá, bán theo combo. Đấy, mua 4 cái là bằng 20k này. 10 cái sẽ là bằng 40k và một hộp này là 30 cái thì sẽ là 110.000 nhá. 110.000. Đó. 4 cái 20.000 là bán thấp nhất là 4 chiếc. Đấy, 10 cái 40.000 và 30 cái là 110.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em là bộ 5 đĩa tròn nhá, bộ 5 đĩa tròn. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái đĩa nhá. Đấy, 5 cái đĩa. Đây, nó sẽ là 5 cái đĩa như này. Và kích thước của nó thì nó cũng rất là đa dạng luôn. Con to nhất này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 24cm. Đấy, to nhất là 24cm nhá. Rất đẹp, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Rất đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Con to nhất này là 24cm này. Đấy, và con nhỏ nhất này sẽ là 16cm. Đấy, 16cm thì nó sẽ có cho các bác là 5 chiếc, 5 chiếc to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn, thì các bác có thể sử dụng để mình ăn cỗ ăn bàn này. Đấy, làm mâm, làm bát, làm đĩa rồi bày lẩu bày liếc đều ok hết nhá. Chế biến đồ ăn sống, đồ ăn chín đều được. Lên cho em đó là bộ 5 đĩa tròn nhá, 5 đĩa tròn này. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120k trong cái bộ 5 đĩa tròn như này. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Rất chất lượng và giá thì rất hạt rẻ. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất hợp lý luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop cũng về cho các bác một cái dạng khay, đó là khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật thì các bác này. Con này thì dung tích của nó là vào khoảng là 200ml các bác nhá. Đấy. Hàng khay bằng inox 304. Su 304 nhá, Su 304. Cực kỳ dày dặn chắc chắn các bác luôn. Và con này của nó thì nó cũng có cho các bác một cái nắp nhựa như này nhá. Một cái nắp nhựa như này. Đấy. Một cái nắp nhựa như này để các bác đậy này. Đấy, cái nắp có sẵn nắp nhựa cho các bác luôn. Để các bác đậy mình bỏ vào trong ngăn đá này, ngăn lạnh này, ngăn mát này, tủ lạnh đều rất ok. Hoặc các bác có thể dùng để mình đựng trực tiếp đồ ăn sống, đồ ăn chín, sau đó các bác đậy nắp lại thì em rất là ngon nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 30k. Lên mã giúp cho em đó là khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật này, đó. Khay chữ nhật giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc nhá. 30.000 trên một chiếc khay chữ nhật thế này. Hàng bằng inox 304 sáng bóng đẹp, dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, mang cơm đi học đi làm cũng đều ok hết nhá. Giá chỉ có 30.000 một chiếc thôi. 30k trên một chiếc khay chữ nhật thế này. Tiếp theo thì bên shop có chú con dao. Bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con dao giấy. Đó là cái cân các bác ạ. Lên mã giúp cho em đó là con cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5kg. Đấy. Cân được 5kg và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Đấy, nó sẽ là cân được 5 cân nhá, cân được 5 cân. Đấy.
và gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho con cân 5 cân như này. Con này thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây nhá, hai pin con thỏ nhỏ vào đây. Đó, cái lô này bên em bán thì nó sẽ không có sẵn pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin vào đây cho em thôi. Cân được 5 cân và có tính năng trừ bì luôn. Đấy, các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Đấy, 50k và nó sẽ cân được 5kg thôi nhá. Đó, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cọ vịt nhá. Nó sẽ là một cái chổi cọ vịt thế này. Về nhà thì các bác lắp cho em cái cán này vào đây. Đấy, lắp cái cán này vào đây cho em là xong này. Con này của nó thì nó có thể uốn mềm được nhá. Đấy, nó sẽ là cái cao su này, có thể uốn mềm được một đầu để các bác cọ này. Đầu này để các bác rửa này. Đấy. Đây, đấy rất là ngon lành cho bác luôn. Chiều dài của nó vào khoảng là đi gần 40 cm. Các bác dùng để cọ toilet, nhà tắm, nhà vệ sinh rất là ok. Đấy, dùng xong thì các bác lại bỏ nó vào đây cho em là nó sẽ sập vào. Có miếng dán thì các bác dán vào tường cho em nhé. Lên cho em là chổi cọ vịt nhé. Đấy, chổi cọ vịt. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái chổi cọ vịt như này. Đấy, lên mã giúp cho em là cọ vịt nhé. Cọ vịt giá sẽ là 60k. 60k một chiếc nhé. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, con này thì nó rất là đa di năng luôn. Các bác có thể dùng để mình đánh rửa kỳ cọ các bác này. Đấy, rất là tiện nhé. Đó, cho dầu vào kỳ cọ đánh rửa nó rất là tiện luôn. Đấy, đầu mềm đưa vào các ngóc ngách được, rất là tiện, thấy không? Rất phù hợp luôn. Đó. Sau đó thì mình lại để gọn vào là xong. Đây. Đấy, rất tiện ích luôn. Có miếng dán các bác có thể dán vào. Đó, rất tiện, không vướng víu. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này sẽ là một cái đèn đèn học nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn học. Con này thì nó sẽ là một con đèn như này, có kèm cả hộp bút luôn. Đấy, có kèm hộp bút luôn, có kèm một cáp sạc và một hộp bút nhá. Đấy, đây. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính này. Họ cũng khá là sáng luôn, nó sử dụng bằng pin. Đấy, cái này là cái lẫy này. Các bác lắp cái lẫy hộp bút vào cho em này. Đấy, cái lẫy hộp bút các bác lắp đây cho em. Đó. Đây, lắp vào thì nó rất là cứng cáp nhá, cứng cáp cho các bác luôn. Đó. Đây, và cảm biến nhá. Đây, sáng mạnh, sáng vừa, sáng trung tính này. Đấy. Rất là sáng các bác nhá. Đó. Công suất của nó thì con này của nó sẽ là 10W nhá, 10W. Đó. Công suất của nó là 10W các bác. Đó, rất là sáng luôn. Các bác có thể dùng làm đèn học, đèn ăn hoặc nói chung là đa di năng luôn. Và nó dùng tính năng là nó dùng sạc pin nhá. Đấy, nó dùng sạc pin. Thì các bác có thể dùng mình sạc pin hoặc là mình chú đã. Các bác có thể dùng sạc pin hoặc là mình cắm củ sạc trực tiếp được, tùy theo nhu cầu của bác. Đấy, cắm trực tiếp được mà dùng sạc pin được đều ok hết, không có vấn đề gì cả. Giá thì vâng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn học nhá. Đèn học giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đèn học giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn học như này. Đó. Vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là
bác, cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc sạc nhanh cho điện thoại nhá. Nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhá. Loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260k và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm, đó là cái vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài, con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này, hàng đẹp, chất âm nghe hay, trong trẻo và mượt mà quá nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã cho em đó là loa gỗ dài, giá nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó, loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá, 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany con này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy. Cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có
hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn.
và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bình voi, thì nay bên shop lại tiếp tục về hàng, thì nó sẽ là hàng 1 lít 2 nhá. Đấy, hàng sẽ về theo lô, có lô thì 1 lít 2 và có lô thì 1 lít rưỡi đó. Lô này thì nó sẽ là hàng đây. Hàng này của nó thì là 1 lít 2 các bác nhá, 1 lít 2. Đấy. Và con này ưu điểm của nó là sử dụng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Các bác lưu ý cho em này. Đấy. Ở trong này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ống hút nhá, một cái ống hút như này. Một ống hút như này. Đấy, khi các bác dùng thì các bác lắp cái đầu ống hút này vào đây cho em này, lắp ống hút này vào đây cho em là các bác sử dụng thôi. Đó, và các bác chỉ cần là bật cái nắp này lên này. Đấy là các bác có thể uống được luôn nhá. Đấy. Hút trực tiếp được luôn. Đấy, các bác có thể uống. Hút trực tiếp vào cái đầu này luôn nhá. Ở cái đầu bé này, cái bên cái miệng bé này các bác có thể hút trực tiếp được luôn này. Đấy, còn cái bên miệng to này thì các bác có thể đổ uống. Còn các bác có thể hút trực tiếp trên cái miệng bé này, rất là ngon này. Nắp đậy của nó rất là ngon này. Đấy. Thì cái lô này nó sẽ cải tiến hơn một chút là nó sẽ là hút trực tiếp luôn, chứ cái đầu vòi của nó sẽ không đẩy lên nữa, mà các bác cứ hút cái bên miệng bé này cho em này. Đấy, hút cái vòi bé này. Đấy, các bác hút miệng trực tiếp vào cái vòi bé này là nước nó sẽ lên. Thì nó có ống dẫn đây rồi. Đó là nước sẽ lên đến tận đáy luôn. Các bác cũng không cần phải ngửa cổ lên nữa. Đấy, không cần phải ngửa cổ lên. Đấy, còn bình thường thì các bác có thể xoáy ra uống trực tiếp như này. Hàng inox 304 nhá, su 304, dày sáng bóng. Bên ngoài thì nó sẽ là phủ bên ngoài thì nó là thuộc dạng là phủ một cái lớp sơn tĩnh điện xám nhá. Đấy, nhám, quai sách rất tiện ích cho các bác luôn. Hàng rất đẹp, rất xịn sò. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá, bình voi giá sẽ là 160.000 cho một con bình voi như này các bác này, 160k nhá. Đấy, giá chỉ có 160 cành cho một con bình voi như này thôi. Hàng chất lượng và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn đó. Lên cho em là bình voi nhá, bình voi giá của nó sẽ là 160k cho con bình voi như này các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Qua lên cho em là bơm 1 ti. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon nhá và rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Daisen của Nhật các bác này. Đấy. Và nó sẽ là con này bán bao nhiêu đấy? Nó sẽ là dòng 1 xi lanh này. 1 xi lanh nhá. Rất là tiện con này. Đấy, 1 xi lanh. Để đây để quay tạm thôi. 1 xi lanh rất là tiện nhá. Đấy. Hàng 1 xi lanh siêu tiện dụng cho các bác luôn. Đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành cho một con 100 cành cho một cái 100 cành cho một cái bơm 1 ti như này. Đấy, có đầu dây kết nối với các cái đầu vòi bơm này, đầu bơm xe đạp, xe máy này, rồi dây của nó sẽ là thuộc dòng là dây dây mềm nhá. Đấy, dây vải mềm dùng cực kỳ là đã luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đó. Giá rất tốt cho bác luôn, chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con bơm như này. Lên mã giúp cho em đó là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti. Giá sẽ là 100k trong con bơm 1 ti như này. Các bác lên cho em là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti. Bơm 1 ti giá sẽ là 100k cho một con bơm 1 ti như này, 100.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dao chặt đây. Con này thì các bác lên cho em là dao G49. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con dao G49 như này. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp em là G49. Hàng thì của thương hiệu Wattbo của Nhật, cũng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Chất thép của nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Hàng siêu bén cho các bác luôn. Nó nặng thì chỉ tầm khoảng 3-4 lạng thôi. Con này các bác dùng để vừa chặt vừa thái được không nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để vừa chặt vừa thái cũng rất là ok, rất đầm tay. Hàng thương hiệu Wattbo này. Đấy, Yoshikin này, Yoshikin Japan nhá. Đó. Đây. Con này thì các bác có thể dùng để mình thái chặt đều được hết nhá, hàng siêu bén luôn. Đấy, một con dao chặt mà em có thể dọc được giấy bóng như này là các bác biết cái độ bén của nó khá khủng khiếp rồi nhá. Đấy, độ bén của nó rất là bén luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây. Giá rất là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là dao G49. Giá sẽ là một con dao G49 như này, giá của nó sẽ là 150.000 nhá.
hàng siêu bén luôn. Một con dao chặt nhưng mà các bác có thể dọc được giấy như này là các bác biết rồi, rất là bén các bác nhá. Rất là bén luôn. Đó. Lên mã giúp em là dao G49. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đấy 150.000 cho một con dao chặt G49 như này nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá rất là tốt nhá. Lên cho em là dao G49 này, dao G49, giá sẽ là 150k nhá. 150k một em. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọ thả bồn cầu nhá. Có lên cho em là thả bồn cầu lợn nhá. Đấy nó sẽ là hình con lợn như này. Về nhà các bác chỉ cần là lấy cái nắp này ra thôi. Đấy tháo cái nắp này ra cho em này, sau đó thì mình thả vào cái lọ bồn cầu thì nó sẽ ra cho các bác cái một cái các bác lên mã giúp cho em là lọ thả bồn cầu lợn nhá. Giá của nó sẽ là thả bồn cầu lợn, giá sẽ là 15.000 cho một lọ thả bồn cầu lợn như này nhá. Đấy. Thả bồn cầu lợn giá sẽ là 15.000 đó. Thì các bác lên cho em là thả bồn cầu lợn nhá. Đó. Thả bồn cầu này. Thả bồn cầu lợn giá của nó sẽ là 15k. 15k cho một cái lọ thả bồn cầu lợn như này nhá. Đấy 15.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là kìm này rồi cúc tiếc đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đấy. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này, về nhà các bác có thể dùng để mình sửa chữa bấm những cái cúc áo mà nó bị đứt này hoặc là tăng cường thêm. Đấy, ở các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Lên cho em là kìm bấm cúc nhá, kìm bấm cúc. Kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này nhá. 40.000 cho cái bộ kìm bấm cúc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Cái bộ kìm bấm cúc quần áo này không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lần. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc lật liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn ở nhà, quần áo lỡ có mà bị rộng hay là mấy cái áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cố định lại thì mình có thể bấm cái cúc vào chứng tới 30 giây nữa, vừa tiện lợi mà cũng thẩm mỹ. Đây chắc chắn sẽ là món đồ cực kỳ hữu ích mà nhà nào cũng sẽ cần. Bình thường mấy cái đồ mặc bị rộng nếu lười mang ra tiệm sửa thì mấy bà sẽ làm gì? Tôi mới vừa phát hiện ra có cái bộ kìm bấm cúc quần áo này không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lần. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc lật liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn ở nhà, quần áo lỡ có mà bị rộng hay là mấy cái áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cố định lại thì mình có thể bấm cái cúc vào chứng tới 30 giây nữa, vừa tiện lợi mà cũng thẩm mỹ. Đây chắc chắn sẽ là món đồ cực. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăm chỉ nha khoa nhá. Các bác nên cho em là tăm chỉ nha khoa. Thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một dây như này. Một dây như này bao gồm là 3 hộp và mỗi hộp này của nó sẽ là 50 chiếc, chứ là tổng của bác mua sẽ là 150 chiếc cho 3 hộp này. Đấy và giá thì chỉ có 20k thôi. 20.000 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là tăm chỉ nha khoa. Tăm chỉ nha khoa. Giá sẽ là 20.000 cho một dây. 20.000 cho một dây tăm chỉ nha khoa nhá. Đấy. Lên cho em là tăm chỉ nha khoa này. Tăm chỉ nha khoa. Tăm chỉ nha khoa. 20k trên một dây nhá. 20.000 trên một dây như này. Một dây của nó là 3 hộp, mỗi hộp 50 chiếc, tổng sẽ các bác sẽ có là 150 chiếc cho một dây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô tự động của Nhật nhá. Ô dù tự động. Đấy ô dù tự động đây. Và nó sẽ là một cái dòng ô rất là dày dẫn chắc chắn, nan của nó là nan kép nhá. Khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Ở đây thì nó sẽ là một cái con ô như này và nó sẽ là dòng tự động hết nhá. Đây. Bật ra này, mở ra nó sẽ tự động này các bác này. Đấy. Nan của nó sẽ là nan kép đấy. Và có 10 nan, đường kính là 1 mét. Vải của nó sẽ là thuộc cái lớp vải gọi là nước đổ đầu vịt nhá. Vải tráng bóng, nước đổ đầu vịt, chống tia UV đó, chống tia UV cực kỳ tốt luôn. Ngăn tia UV không xuyên vào làn da của chúng ta nhá. Đó. Và rất là nhanh khô. Vải nước đổ đầu vịt rất là nhanh khô. Và khi ấn xuống thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ xuống này. Đấy. Lưu ý các bác là cái này là ô tự động, cho nên các bác không thể dùng như những cái ô truyền thống là các bác dùng bằng tay, mà các bác phải dùng bóp như này nhá, bóp này cho nó ra này. Đấy và khi cho xuống thì các bác nhấn cái nút này cho em này. Đấy, nhấn này thì nó sẽ thu vào này. Đấy. Và các bác chỉ cần ấn nó ngắn lại là xong. Khi mở ra thì các bác bấm như này cho em này. Đấy và khi thu vào thì các bác cũng nhấn nút này nó thu vào này, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái ô như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đấy, khi cho vào thì các bác chỉ cần xoắn này là nó sẽ vào, rất là gọn gàng luôn nhá. Rất gọn gàng luôn. Đấy, nét Sony luôn. Lên mã giúp cho em đó là ô Nhật tự động nhá. Đấy, ô dù Nhật. Bên tem là ô dù Nhật, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này thôi, 80k nhá. Đấy cho vào nó rất là gọn luôn.
Đấy, lên cho em là ô dù nhật giá sẽ là 80k. Ô dù nhật này, đó. Ô dù nhật giá sẽ là 80k nhá. 80k trong chiếc ô dù nhật như này. Rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Và giá rất là tốt nhá, 80.000 trong cái ô dù nhật như này. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá. Pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá, sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe, các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó. Bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân này cũng rất là sạch luôn này. Đó. Thì rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Thì rửa xe các bác này. Thì rửa xe khá là ok luôn. Thì rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó.
các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao là mình tưới cây rất là tiện, không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó, xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây có thấy không, xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn, khá là ok quá nhá. Đó, đây con này giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này, thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào đây, xịt bọt tuyết này. Đấy, nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không, bọt tuyết để mình xịt mình đấy, rất là ok các bác này. Đó, đây bọt tuyết này các bác này. Đó, xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy, rồi các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá, máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn, giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán rồi ok. Vâng, chào các bác nhá. Đấy, chỗ anh em đôi bạn cùng tiến và trên biến dưới thuyền này, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cũng làm sao mà cân nhắc trước khi mua hàng để tránh cái việc là hàng bên em gửi đến thì các bác cứ bom đi bom lại để bất công các bác nhá. Đấy, thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em bán hàng thì rất đơn giản thôi, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Đấy, từ 200.000 trở lên đã bao ship rồi, nên các bác cứ mua cho em đủ 200.000 là bao ship thôi, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các bác lên cho em là keo 10 nhá, keo 10 đó, keo 10 giá thì sẽ là 40k cho một cuộn keo như này. Đấy, bản của nó là 10 cm, bản là 10 cm và chiều dài của nó thì vào khoảng là 5m nhá, vào khoảng 5m bản 10 cm. Thì về nhà các bác có thể dán trực tiếp hoặc là các bác cắt ra làm đôi cho em cũng được. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng mà chịu nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Nó chịu được nhiệt độ lên tới là 110 độ C này và âm 40 độ C nhá. Đấy, âm 40 độ C luôn. Thì ở đây nó sẽ là một cái lớp giấy bạc phản quang, dùng cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác có thể dùng để dán lên các cái bề mặt tôn rồi tường để chống thấm rất là tốt. Ngôi nhà của bạn đang bị thấm, rột, gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình. Vết đất đường, khe hở mái tôn đã có giải pháp. Bằng tiêu X2000 với lớp keo dày chống thấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dán ống nước, dán trần nhà, tường thấm nước, để cả bị vỡ hay dán phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo tiếp xúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, niêm chặt băng keo để lớp giấy bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó bị đóng ra. Đó, rất là ok nhé. Lên cho em là keo 10, giá thì chỉ có 40k cho một cuộn như này thôi, 40.000 cho một cuộn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng keo chống thấm nữa, đó là xịt chống thấm nhá. Con này thì nó sẽ là dòng nano nhá, và xịt trực tiếp lên các cái bề mặt luôn. Đây, ví dụ đây là một cái bề mặt các bác này, đây là một cái bề mặt đây, em sẽ xịt lên cho các bác xem nhá. Đây, con này. Đấy, xịt lên như này và nó sẽ là một cái dạng kem như này nhá. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá, lắc thật đều lên cho em để tránh cái việc nó bị tắc nhá. Đấy, lắc thật đều lên cho em thì nó mới có áp suất thì nó mới xịt được các bác nhá. Đấy, còn các bác xịt mà không lắc đều là nó sẽ bị tắc này. Đấy, thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy, các bác lắc thật đều lên cho em là mình xịt là nó sẽ ra thôi. Và giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, các bác lưu ý là xịt lắc đều lên cho em, và khi mình xịt ấy thì mình nhấp thật mạnh cái này cho em. Đấy, để cho nó ra này. Đấy, các bác theo. Đây, đây, tại vì là thường ấy là cái đầu nó bao giờ nó cũng hơi bị cấn một chút thôi nhá. Đấy, tại vì cái đầu này nó sẽ là một cái lớp phủ cho nên nó sẽ hơi bị cấn một chút. Đó, và giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 50k cho một bình xịt chống thấm như này thôi. Lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây, em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn các bác này. Nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần. Hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trên nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả
cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay nên thăng ngay để nhận ưu đãi. Rồi lên trang là xịt chống thấm nha, giá của nó sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy, đây em vừa xịt xong nhá, mới được có một lúc thôi nhá. Mà cái bề mặt của nó đã phủ hết các cái phần vết của cái bìa này được không nhá. Đấy, nó sẽ phủ hết cái bìa này và nó sẽ khô đi, nó sẽ cứng đi nhá. Và nó sẽ chống thấm nước cho bác rất là tốt luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái thuốc dán nhá. Lên cho em hộp thuốc dán, nó sẽ là 50.000 cho một hộp này. Một hộp bao gồm là 12 viên thì nó sẽ là một cái dòng thuốc chuyên trị dán nhá. Cái này thì chuyên trị dán cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là 12 viên như này. Thì về nhà các bác bẻ cái viên này ra, sau đó thì các bác để vào cái khu vực như là tủ quần áo này, rồi tủ bếp này, và các cái khu vực ẩm ướt mà kiến rán hay rán hay chu ẩn các bác cho vào cho em. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan cho bác luôn. Hàng này thì của nó thì chuyên diệt rán rất là tốt luôn nhá. Đấy thì con này, cái dòng này của nó thì nó diệt được cả diễn kiến rán mẹ, rán con, rán tổ, rồi nói chung là diệt được hết này. Các bác về các bác bẻ ra 12 viên để vào các cái khu vực như là tủ bếp, rồi tủ quần áo thứ, nó sẽ là cái dạng viên như này. Và nó sẽ là thuốc sinh học cực kỳ là an toàn và tốt luôn. Thị phần bán của nó thì nó sẽ là số 1 của Nhật Bản luôn nhá. Đấy, và rán con này, trứng rán này, rán tổ này, rồi là rán mẹ này, diệt được hết nhá. Đó, bán số 1 của Nhật Bản luôn, hàng made in Japan nhá. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là hộp thuốc rán nhá. Một hộp thuốc rán như này giá chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Hộp thuốc rán này, hộp thuốc rán nhá. Hộp thuốc rán giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp thuốc rán này, lên cho hộp thuốc rán 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọ kiến rán nhá. Đây, các bác này, lọ diệt kiến rán tận gốc này. Con này thì các bác lắc đều lên cho em và nhỏ cho em từ 5-7 giọt vào những cái đường đi và những cái nơi là kiến rán nó trú ẩn nhá. Đấy thì nó sẽ ăn mồi và nó sẽ công về là nó sẽ chết cả đàn và cả đàn nó sẽ dẫn đi luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có 10k thôi và bên em bán từ 2 lọ trở lên. Lên mã giúp cho em là lọ kiến rán. Lọ kiến rán giá sẽ là lọ kiến rán này. Lọ kiến rán giá sẽ là 10k một lọ nhá. 10k một lọ và bên em bán là từ 2 lọ trở lên. Không bán một lọ nhá, bán từ 2 lọ trở lên. Lên cho em là lọ kiến rán 10.000 một lọ, diệt kiến diệt rán tận gốc luôn. Đấy. Khi mà các bác cứ giỏ cho em từ 5-7 giọt vào và nó sẽ lan truyền đến cái đường đi của nó. Nó sẽ ăn và là nó sẽ chết luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Giá thì chỉ có 60.000 cho cái đuôi đèn cảm ứng như này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, 60k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Đây, vào đây này sẽ có chế độ là điều chỉnh sáng ban ngày, sáng ban đêm hoặc cả ngày cả đêm, và điều chỉnh thời gian sáng nhá. 16 giây, 32 giây và 262 giây. Về nhà các bác chỉ cần là kết nối các cái nguồn điện vào cho em, sau đó thì xoáy bóng vào đây. Có người đi qua thì nó sẽ tắt và có người đi qua thì đi đến thì nó sẽ sáng nhá, rất là tiện luôn. Đấy, đuôi đèn cảm ứng siêu tiện luôn. Giá thì chỉ có 60.000 thôi, các bác kết nối ở các cái khu vực đều được hết nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá sẽ là 60k. Đó. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn, lắp đặt vào đâu cũng được. Rất tiện dụng, rất hợp lý cho các bác luôn. Đây các bác này, cái đuôi đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắn xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng công nhân. Đấy, rất là ok nha. Giá thì chỉ có 60.000 thôi, lên mã cho em là lọ hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách. Bác nào mà bị hôi chân hôi nách thì các bác sử dụng cái lọ này cho em. Giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là một cái lọ thuốc chuyên trị hôi chân hôi nách cho các bác luôn. Và giá rất hợp lý nha, các bác có thể dùng để mình đây nó sẽ là thuộc dạng nước như này các bác này, thuộc dạng nước như này. Đấy, bác nào chuyên bị hôi chân hôi nách thì sử dụng cái này cho em. Đấy, mình xoáy ra và mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đấy thì giá thì bao nhiêu nhỉ? Hôi chân hôi nách này. Các bạn lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một lọ như này.
50k cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Giá sẽ là 50k. Lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một típ như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bóng đèn nhá. Thì đầu tiên sẽ là cái đèn 5 cánh này. Đèn 5 cánh con này thì siêu sáng luôn. Đấy, 5 cánh như này. Giá thì chỉ có 120.000 cho con đèn 5 cánh như này thôi. Công suất của nó sẽ là 100W nhá. Đây, công suất 100W này. Đấy, và led của nó sẽ là led 65.000K này, 65.000K. Rất là ngon lành cho bác luôn. Đấy, lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Con này sẽ là 5 cánh. 5 cánh, giá sẽ là 120.000, 120k, công suất là 100W nhá. Con này dùng rất là tiện ích luôn. Đó. Lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ 120.000 đây các bác này. Đấy, đây, em đang dùng đây này. Đấy, nó rất là sáng luôn nhá. Đấy, em bật có một quả mà em quay khu vực này sáng trưng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 8 cánh nhá. Đấy. Có cho các bác là một con loại 8 cánh luôn. Con 8 cánh này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. Đấy, 200.000 cho một con đèn 8 cánh như này các bác này. Đấy. 200.000 các bác nhá. Đó. Đây, con này sẽ là con 8 cánh, giá của nó sẽ là 200.000 các bác này. 200.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Rất sáng cho bác luôn. À, con này 190.000 nhá, 190.000, công suất của nó là 200W, nhầm các bác nhá. Đấy. Công suất của nó là 200W, con này thì siêu sáng luôn. Đó, lên cho em là đèn 8 cánh nhá. 8 cánh, giá của nó sẽ là 190k. 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W. Các bác có thể gấp gọn như này nhá. Gấp gọn như này rất là tiện này. Mang đi công trình, công chiếc hoặc các bác dùng để mình sử dụng đa di năng được luôn. Rất là tiện ích và siêu sáng luôn. Đấy, và nó rất là gọn và sáng của nó là ánh sáng led nhá. Sáng led cho nên rất là sáng. 200W của nó thì nó phải sáng bằng 500W của con đèn đỏ cho nên nó rất là sáng và tiết kiệm điện nhá. Tiết kiệm điện. Giá thì chỉ có cho các bác là 190k thôi. 190k. Đấy, đèn 8 cánh nhá, 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nắp cống đồng nhá. Các bác lên cho em là nắp cống đồng. Đây nó sẽ là một con nắp cống làm bằng đồng nhá, làm bằng đồng nguyên khối như này. Đấy, để con này dùng để ngăn mùi rất là tốt này, dùng để ngăn mùi rất là tốt luôn. Đấy. Cơ chế của nó là khi có nước xả thì nó sẽ mở này. Có nước xả nó sẽ mở và không có nước thì nó sẽ là cơ chế cân bằng nó tự đóng như này. Rất là tiện con này. Đấy, bằng đồng đúc nguyên khối như này. Thì các bác có thể lắp trực tiếp hoặc khi nhà nào mà cái miệng của cái thoát sàn nó hơi to thì các bác lắp thêm cái này vào cho em. Tháo cái gioăng ra lắp cái long đen này vào cho em. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một cái nắp cống đồng thôi. Lên mã số tiền là nắp cống đồng, giá sẽ là 50k nhá. Nắp cống đồng này. Nắp cống đồng. Nắp cống đồng giá sẽ là 50k. 50k cho một em nắp cống đồng nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái nắp cống đồng này luôn. Anh hạ của mùi hôi bốc lên từ ống cống thì các bác có chịu thì có khách vào nhà cũng có xử vì mùi hôi này mà không có cách nào để giải quyết. Này em sẽ mách cho các bác một giải pháp cực kỳ dễ dàng mà em đã sử dụng để giải quyết vấn đề về mùi hôi này, đó chính là nắp cống ngăn mùi thông minh. Trước đây ống cống nhà em bốc lên một mùi hôi cực kỳ khó chịu mà em đã tìm đủ mọi cách mới có thể nào giải quyết được. Nhưng khi sử dụng sản phẩm ngăn mùi này với thiết kế khóa một chiều cùng một lớp gioăng cao su giúp ngăn mùi hôi bốc lên thì cực kỳ tốt. Khi có nước thì nắp mới mở ra, còn hết nước nắp sẽ tự động đóng lại. Chất liệu của sản phẩm thì là bằng đồng phân nguyên khối nên cực kỳ bền bỉ. Mình sử dụng đến khi ống cống nhà mình hỏng rồi, mình thay ống mới lại nắp lại là có thể tiếp tục sử dụng. Cả ba cùng nhấn nút đặt hàng để mua ngay để có thể sớm giải quyết vấn đề của mình các bác nhé. Đó, rất ok nên đây là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá. Nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành thì lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 cho con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi nồi như này và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá, rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này. Một khay hấp này.
Tiếp theo là đến cho bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái âu đong gạo này, một âu đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên trên là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn, màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc-cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc-cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc-cu nhá, nồi của Cúc-cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đấy, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc-cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn, mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật. Còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea vào đây. Đấy, Korea nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc-cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc-cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là... À, nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc-cu. Lên cho em là nồi Cúc-cu nhá. Nồi Cúc-cu này. Nồi Cúc-cu giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc-cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi Cúc-cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Vâng, chào các bác. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, lưu ý các bác là nhận hàng phải kiểm tra nhé, không kiểm tra là bên em không xử lý đâu. Các bác kiểm tra lỗi lầm gì thì bên em sẽ khắc phục đổi mới cho các bác luôn, còn các bác không nhận hàng không kiểm tra thì bên em không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây thắt lưng nhá, dây thắt lưng hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ 100% là da bò tự nhiên. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng da bò tự nhiên dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, có cho các bác là hai màu nhá, một là màu đen và hai là màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy thôi. Đấy, nó sẽ có hai màu như này. Cái mặt thì nó sẽ là mặt ngẫu nhiên nhá, và màu thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hai con này thì đã cái độ dài ngắn nó đã khác nhau rồi, tức là chất liệu là da bò tự nhiên cho nên là khi mà nhà sản xuất người ta cắt ý, thì nó sẽ có cái dài cái ngắn nhưng nó chỉ lệch nhau là khoảng 5 cm như này thôi các bác nhá. Và chiều dài của nó là sẽ là từ 1m1 đến 1m3. Đấy, và hàng nó sẽ là hàng của Mỹ nha các bác này, Made in USA này, hàng của Mỹ, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên hết này. Con này em bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Đấy, đốt không bao giờ bị cháy các bác nhá, đốt không bao giờ bị cháy, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chiều dài từ 1m1 đến 1m3.
hàng thì cực kỳ chất lượng, mặt của nó hàng thì sẽ là hàng đúc liền, và hàng con bi lăn như này thì rất là dễ sử dụng nhá, chắc chắn dễ sử dụng, bền đẹp, mặt đúc liền nhá. Đấy, ổ của nó là ổ đúc liền như này, rất là đẹp này. Đấy, ổ khóa đúc liền, rất đẹp và bền bỉ và chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là một cái thắt lưng như này, giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ có màu đen và màu nâu, giá sẽ là 180.000, đúng nhỉ? 180.000, 190.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 các bạn. Đấy, em xin lỗi các bác là em nhầm nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ này, da bò Mỹ, giá của nó sẽ là 190.000 một chiếc nhá. Chỉ có 190.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò, nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, thì hàng cũng là hàng của Mỹ này, made in USA này, rất chất lượng cho các bác luôn. Con này thì da của nó, chất da của nó thì siêu mềm rồi, các bác yên tâm sử dụng. Và thiết kế theo kiểu ví truyền thống cho nên là sử dụng được rất là nhiều ngăn, rất nhiều ngăn và rất là đẹp nhá. Và con này thì các bác dùng thì từ 5 đến 10 năm luôn, các bác yên tâm sử dụng, chất liệu của nó 100% là da bò hết nhá. Đấy, da bò hết, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Từ đường kim mũi chỉ cực kỳ là kỹ nhá. Đấy, 100% là da bò hết cho nên các bác yên tâm sử dụng, rất dày dẫn chắc chắn, tất cả các ngăn đều là ngăn thật hết nhá. Ngăn thật có thể sử dụng để mình đựng các cái loại thẻ này, 1 2 3. Đấy, ở đây các bác có thể để được 3 cái thẻ này, bên này một cái nữa là 4 này. Đó, và rất là nhiều các cái chi tiết nữa, chứng minh thư rồi giấy tờ, và một ngăn thường, hai ngăn thường, một ngăn khóa. Con này thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái ví da bò như này. Các bác lên cho em là ví da bò, giá của nó sẽ là 80.000. Đó. Ví da bò. 80.000 đúng không nhỉ? À, 120.000. Xin lỗi các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví da bò này. Đấy, hơi nhầm tí. Ví da bò, giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này. 120.000 một chiếc nhá. Đấy, 120.000 một chiếc. Bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này thì là 301, thì bên em sẽ tính cho bác là 300 tròn và bao ship luôn. 300 tròn là bao ship. Thắt lưng là 190, ví là 120, tức là 301, nhưng bên em tính tròn cho các bác là 300.000 và bao ship các bác nhá. Đó. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái kem đánh răng nhá. Đấy, thì nó sẽ có hai dòng, một là dòng của Nhật, hai là dòng của Hàn Quốc nhá. Đây, dòng này nó sẽ là dòng của Nhật này. Thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, đang bán 70.000. Lô này về giá tốt cho các bác luôn. Đấy, hàng made in Japan nhá. Đây, made in Japan này, 170g này. Chữ này là chữ made in Japan này, 170g luôn. Đó, và giá sẽ là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, lên cho em là kem đánh răng Nhật, giá của nó sẽ là 60.000 một lọ, dung tích 170g. Dòng này thì của nó là chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Đây, viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá, dùng cực kỳ tốt luôn. Đấy, tinh chất từ gạo của Nhật nhá. Giá sẽ là 60.000. Còn ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Hàn Quốc. Con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% luôn. Hàng này thì nó không có niêm phong đâu các bác nhá. Nó không có niêm phong đâu. Đấy, nó sẽ như này và không có niêm phong. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái lọ kem đánh răng của Hàn Quốc như này, hàng made in Korea của Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này thôi. Đấy, hàng made in Korea này. Đấy. Made in Korea, dung tích của nó là 120g nhé. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình thể thao các bác nhá. Lên cho em là bình thể thao. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít các bạn. Đấy, màu của nó sẽ là màu xanh rất là đẹp luôn, inox 316. Đấy, giữ nhiệt cho các bác cực kỳ là tốt luôn, giữ nhiệt rất là tốt nhá. Inox 316 đây các bác này. Inox 316, su 316 sáng bóng luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con bình như này thôi. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít cả vỏ. Đó. Dung tích của nó là 1 lít cả vỏ và giá là 80.000. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình thể thao này. Đấy, bình thể thao giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con bình thể thao như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cặp kéo tóc, hàng của thương hiệu Kai nhá, hàng của thương hiệu Kai. Một cặp này sẽ bao gồm cho các bác là một con cắt và một con tỉa. Giá thì chỉ có 160.000 cho một đôi kéo như này thôi. Hàng của Nhật mà giá cũng rất là Việt Nam. Đây, hàng thương hiệu Kai Japan nhá. Kai Japan qua này. Đó. Con này thì sẽ là một cắt một tỉa. Các bác có thể dùng để cắt tóc cho trẻ em, cho người già,
hoặc là mình dùng để mình cắt làm thợ cũng được, rất là ok luôn. Đầu kéo dày, cắt cực kỳ là đầm, kéo sắc bén và êm ái. Giá thì sẽ là 160.000 cho một cặp kéo cắt tóc cai như này. Lên mã giúp cho em là cặp kéo cai, giá sẽ là 160k nhé. 160.000 cho một cặp kéo cắt tóc cai như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là cặp kéo tóc, giá sẽ là 160k. Đó, lên cho em là cặp kéo tóc này. Đấy, cặp kéo tóc, cặp kéo tóc nhá, một đôi, giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho một đôi kéo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mỏ hàn thiếc nhá. Đấy, hàng made in Japan các bác này, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái đầu đẩy thiếc này, các bác lắp cái này vào đây cho em này. Đấy, lắp cái này vào đây cho em, sau đó thì các bác lắp cho em cái quận thiếc vào đây, lắp cái quận thiếc vào đây và chí vào cái lỗ này. Sau đó các bác bóp thì cái thiếc nó sẽ ra cái đầu này và nó ăn trực tiếp vào cái mỏ hàn này luôn. Đấy, và cái đầu mỏ hàn này thì các bác có thể thay bình thường nhá, tháo ra và thay đầu mỏ bình thường. Thì các bác có thể mua đầu mỏ chỗ khác về mình có thể dùng, mình thay thế vào. Giá thì sẽ là 130.000 cho một cái mỏ hàn thiếc như này. Lên cho em là mỏ hàn thiếc nhá, hàng made in Japan của Nhật này. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 150W, sử dụng điện 220V ok. Đấy, và giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 cho một cái con mỏ hàn thiếc như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn thiếc, giá sẽ là 130k nhá. 130k, các bác có thể mua về để mình làm thợ làm nghề hoặc là mình sử dụng chế cháo các cái đồ lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Mỏ hàn thiếc, hàng made in Japan này, nội địa của Nhật. Đấy, mỏ hàn thiếc nhá. Mỏ hàn thiếc, mỏ hàn xanh, lên cho em là mỏ hàn xanh, giá của nó sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái em mỏ hàn xanh như này, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái massage 3D nhá. Đấy, massage 3D, các bác lên cho em là massage 3D bằng tay. Con này thì nó sử dụng bằng tay nhé, chứ không phải bằng máy đâu. Đây, đấy các bác xem này, khi em kéo thì cái bắp thịt nó sẽ di chuyển như này, tức là khi các bác cứ kéo như này thì nó sẽ giúp cho các bác là săn các cái bắp thịt này, rồi cơ bắp này, rồi là cổ vai gáy đều được hết nhá. Nó sẽ là dạng con xoay như này và các bác dùng bằng tay chứ không phải bằng máy đâu nhá, không phải bằng máy đâu. Nên theo là massage 3D bằng tay. Đấy, đây nó sẽ là một con massage, thương hiệu của nó là 3D massage và sử dụng bằng tay nhá. Đấy, đây các bác có thể dùng để massage mặt này, cổ này, vai gáy, các bắp tay, bắp chân, rồi ngực này đều được hết nhá. Đấy, massage 3D bằng tay nhá, massage 3D bằng tay, giá sẽ là massage 3D bằng tay, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên cho là massage 3D này, massage 3D bằng tay, giá sẽ là 50k một em nhá, 50.000 cho một em. Đó, rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu nhá. Máy cạo râu hàng thương hiệu Zandu như này. Đây nó sẽ là một con máy cạo râu cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Có cả phần tăng đơ này. Các bác muốn dùng tăng đơ thì các bác đẩy cái phần tăng đơ này lên cho em để mình, những cái râu dài thì mình tăng đơ đi trước, sau đó đến râu ngắn thì mình dùng mình cạo như này. Đó. Và có cho các bác là cái chân sạc đây, các bác cắm trực tiếp sạc điện 220 cho em. Và lưu ý các bác khi cạo thì mình nhấp cho em nhá. Nhấp như này, nhấp như này để cho cái râu nó lặn vào trong cái lưỡi này thì nó mới đứt được các bác này. Đó, các bác nghe cái tiếng râu em nó đứt chưa? Đó, các bác thấy không? Đó, nó đứt chần chẹt này các bác này. Đó. Và lưu ý các bác khi thay lưỡi thì muốn thay thì các bác chỉ cần tháo này này thôi. Các bác cầm hai tay hai bên này, các bác giật mạnh cái là nó ra này, giật mạnh cái nó ra. Thì bên em có bán kèm cả cái này là cái lưỡi này. Đây, cái này là cái lưỡi này. Cái lưỡi thì các bác cũng cứ giật thẳng này là cái lưỡi này nó sẽ ra này. Đấy. Các bác giật thẳng này cho em là cái lưỡi nó sẽ ra. Thì đây là cái này là cái lưỡi này. Còn cái vàng vàng này sẽ là cái màng này, cái này là cái màng này. Đấy, thì bên em sẽ bán là 30.000 cho một cặp cả màng cả lưỡi. Đây, cái mà vàng này là cái màng này. Thì nó sẽ kết hợp hai món, cả màng cả lưỡi cho các bác luôn. Đó, cả màng cả lưỡi nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái con cạo râu Zandu như này. Đấy. Các bác lên cho em là cạo râu Zandu nhá. Đấy, cạo râu Zandu. Giá của nó sẽ là 90k. Đấy, máy cạo râu Zandu 90.000 nhá. Đấy, máy cạo râu Zandu này. Máy cạo râu Zandu. Máy cạo râu này. Zandu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Và cả màng cả lưỡi thì sẽ là 30.000 nữa. Đó, lấy cả màng cả lưỡi là 30.000, còn nguyên máy là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển nhá. Thì bên shop có hai mẫu, một là điều khiển cắm trực tiếp, hai là điều khiển con này thì nó sẽ là điều khiển đấu nối nhá. Con đấu nối này sẽ là 230.000. Đấy, điều khiển đấu nối này 230.000, bỏ ngay cắm trực tiếp này. Đấu nối 230k là con này. Thì về nhà các bác đấu nối cho em. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dây như này và một con điều khiển, về nhà các bác đấu nối vào cho em. Đấy.
Còn con cắm trực tiếp thì đây nó sẽ là con này. Con cắm trực tiếp này thì sẽ là 270.000. Đấy, cắm trực tiếp là 270.000 thì về nhà các bác cắm cho em vào cái nguồn điện, sau đó thì các bác cắm thiết bị cần điều khiển qua. Đấy, nó sẽ có một cái cục như này. Đấy, có một cục như này nhá. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện cho em, điện 220 và có điều khiển như này thì dùng để tắt bật quạt điện này, rồi là máy bơm này, rồi là các cái thiết bị điện khác mình cần đóng ngắt, cửa quấn các thứ cũng ok hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 270.000 cho con cắm trực tiếp và 330.000 cho con đấu nối. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái hướng dẫn sử dụng và cái cách người ta đã sử dụng các bác nhá. Đây các bác này, đó. Em đang sử dụng đây là để bật tắt máy bơm, em bật này. Nếu có một cái nhược điểm là cái remote này nó bị rơi xuống nước thì dễ bị hỏng. Giải pháp đây các bác này, một em remote có khả năng chống nước. Cách làm này thì rất là đơn giản, các bác dừng nhìn vung vẩy cho khoảng 5 giây. Em sẽ nước nhảy, đó đã nước nhảy rồi. Trên khiển chống nước các bác bấm on và up đã được học đấy. Bây giờ em sẽ cấp bằng và bật và điều khiển cũ cũng điều khiển được luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, có hai. Bây giờ em sẽ cho cái khiển này ngâm trong nước trong khoảng 5 phút. Đấy, rất là ok nhá. Thì có một dòng là một đấu nối và một dòng là cắm trực tiếp thì các bác lấy loại nào thì lấy. Đây dòng này nó sẽ là dòng cắm trực tiếp con này. Đấy. Các bác sẽ cắm trực tiếp vào điện cho em. Đấy. Còn tay remote bên trái này nhìn nó to hơn nè, nó mập hơn chút xíu. Cắm trực tiếp vào nước cho em, sau đó thì mình điều khiển này. Chúng ta thích tại vì nó nhỏ gọn ha. Đấy. Nó nhỏ gọn. Đấy, bật lên tắt đi đều ok hết nhá. Chúng ta bấm nút này. À thông thường này. Đây remote này chúng ta gỡ ra là thấy pin, thấy một thấy này nè. Đây là một pin 120V 100m. Đấy. Với tay remote rất là tiện, chúng ta có thể cắm vào cái điều khiển cho quạt nè, motor nè, để bơm nước cái cây nữa này vườn hoặc là phun xịt. Đây là một mẫu ổ cắm điều khiển từ xuyên tường. Đấy, các bác này. Bật tắt điều khiển từ xa. Đấy, bật quạt này. Đấy. Đó, cắm quạt bật lên này. Bật tắt. Đó, tắt đi này, rất là tiện nhá. Bật tắt tại chỗ ngay trên nút nhấn chỗ này. Ok. Rất là ok nha, giá thì chỉ có cho các bác 270.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ móng tay nha. Bộ móng tay thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, đầu tiên nó sẽ là bộ ví hồng nha. Đấy, nó đựng trong một cái ví như này thì bên em gọi nó là ví. Đấy, các bác lên cho em là ví hồng. Thì bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, nặn mụn này, rồi mài móng tay này, rồi là cắt da chết các thứ đầy đủ cho bác luôn. Combo cho các bác như này. Một cái bộ như này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái bộ như này. Bộ này thì nó sẽ là các bác lên cho em là bộ ví hồng, cắt cực kỳ là ngon luôn đấy các bác này. Đấy. Cắt móng tay miếc cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Rất là bén các bác này. Đấy, cắt tanh tách luôn các bác nhá. Rất là ngon luôn các bác theo. Đây. Đấy. Đấy các bác theo, rất là ngon luôn và rất là chắc chắn nhá, màu hồng rất là đẹp luôn. Đấy thì các bác lên cho em là ví hồng, giá sẽ là 60.000 cho cái bộ ví hồng như này nhá. 60k. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác một cái bộ nó là ví xanh thì nó sẽ cao cấp hơn, nhiều chi tiết hơn. Con này thì các bác lên cho em là ví hồng này. Ví hồng 60k nhá, 60.000 cho cái bộ ví hồng như này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác một cái dòng ví xanh này. Con này thì sẽ cao cấp hơn rất là nhiều, nhiều chi tiết hơn và giá thì cũng rất hợp lý, chỉ có bác cho bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái con ví xanh như này. Đấy. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng này, có nặn mụn này, rồi mài gót chân này, nhiều chi tiết hơn rất là nhiều luôn. Đấy, đây. Combo cho các bác này, rất nhiều chi tiết như này. Và giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Có cả mài gót chân này, nặn mụn này, rồi cắt da chết này, rồi tỉa cắt móng này, rồi có 3 4 cái bấm móng, có cả bấm cho trẻ em, bấm khóe rồi bấm to đầy đủ cho các bác. Lấy dái tai, combo đầy đủ, có một cái bộ này là về nhà mình sử dụng được cho cả nhà luôn. Rất là tiện, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho chị em phụ nữ hoặc là mua về sử dụng trực tiếp trong gia đình nhà mình, rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho anh em các bác là 100.000 cho một cái ví xanh này thôi. Rất đẹp các bạn, rất đẹp, rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá, ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con ví xanh như này rồi ok.